tiếng gì đập đập. Lúc nghe có cái tiếng gì phao. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hóng Phim TV. Vâng. Đại gia đình cho Hóng biết là âm thanh có tốt hay không? Để Hóng với các Tiếng vị gì khách. đập đập. Cả nhà cho Hóng biết là âm thanh có tốt không ạ? Nó có cái tiếng phao, thỉnh thoảng cứ phao 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 không biết ở đâu ra. Hóng nghe rất tốt ạ. À, xin chào đại gia đình. Hóng xin tổng chào nhé. Tổng chào cả nhà. Tranh thủ chào đại gia đình một chút xíu. Chào chị Ngang Nguyễn. Chào Thanh Nguyễn nha. Chào anh chị mới Nguyễn này. Chào em Bích Nguyên. Chào anh Hạnh Nguyễn Lương. Chào cô Hoàng Nguyên. Và chào anh Vũ Đan. Vũ Đan. Chào anh Trung Anh. Chào anh chị Luân Trình. Vâng, xin cảm ơn cả nhà. Hóng Phim TV xin phép vào luôn, không để đại gia đình phải chờ lâu nữa. Như quý vị khán thính giả cũng biết được là trong thời gian này thì Hóng Phim TV cùng với các vị khách mời của mình sẽ vẫn tiếp tục cuộc hành trình lên tiếng với vụ việc mà cùng với gia đình nhà cô Loan, đồng hành cùng với tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng để đưa tiếng nói, góp phần tiếng nói của mình sớm đưa Hồ Duy Hải, mong Hồ Duy Hải sớm được trở về. Vâng, xin chào anh Sử Huỳnh, chào anh Minh Bùi, chào tất cả đại gia đình, chào anh chị Duy Nguyễn. Đấy, thì ông xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Chào em Nhật Minh Châu, chào Thủy Võ Thị Thanh, Hóng Phim Huy Tôm Giống. Vâng, Hóng Phim TV tranh thủ xin phép được vào luôn. Đấy, thì có gì vấn đề chào mọi người thì Hóng Phim TV xin phép được chào ở khúc sau. Theo nguồn thông tin cập nhật mới nhất Hóng Phim biết được thì hiện tại là ngoại của Hồ Duy Hải rất là yếu, đang nằm bệnh viện chờ đợi đứa cháu mà suốt thời gian vừa qua ngoại đã đang mong chờ từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây để được gặp cháu. Chắc chính vì có lẽ vậy mà bà cũng chưa có thể đi được. Hiện tại thì đang nằm viện cấp cứu rất là nặng. Đây là thông tin mới nhất mà Hóng Phim TV gửi đến quý vị khán thính giả. Dạ, âm thanh lớn chứ. Cả nhà hãy mở hết volume lên điện thoại lên nhé. Vâng. Đấy, thì cả nhà hãy mở hết volume lên. Chú Phương Nhã bớt sột soạt đi cái. Con thấy có âm thanh sột soạt. Chúng ta bớt cái công việc riêng của chúng ta một chút xíu để chúng ta cùng trò chuyện với khán thính giả. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì Hóng Phim TV sẽ mời quý vị khán thính giả, những ai mà muốn đặt những câu hỏi có thể gọi điện thẳng tới cho Hóng Phim TV. Hóng Phim TV sẽ cho giao lưu trực tiếp cùng với các vị khách mời của mình. Đấy, quý vị các bạn cứ gọi đến nếu như mà Hóng bắt được cuộc gọi của ai để trò chuyện cùng trực tiếp luôn thì chúng ta sẽ trao đổi. Vâng, về cái nội dung như thế thì Hóng Phim TV cũng vừa đưa ra đấy. Chú Phương Nhã có thể thông tin thêm cho quý vị cộng đồng mạng biết được không chú Phương Nhã? Rồi, trước tiên thì cho Phương Nhã xin kính chúc đại gia đình trên toàn mạng trong nước và ngoài nước có được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Rồi xin chào ekip chương trình Hóng Phim TV2. Rồi chào các đồng chí trên tọa đàm. Thì nói chung theo như Phương Nhã nhận được mới nhận được đó là một cái tin là từ phía bên gia đình thì ngoại Hồ Duy Hải mấy hôm nay là đang nằm cấp cứu tại bệnh viện. Là nói chung là bà rất yếu rồi, nếu để ở nhà thì chắc hổm rày là xong rồi, nhưng là ở nhờ ở trong bệnh viện có cái máy tiếp hơi tiếp thở đó, cho nên là bà rất là yếu, cho nên là mỗi một ngày là bây giờ là bà lên cơn mệt khoảng cái chừng 3 4 lần.
là lúc nào cũng cần phải có cái máy tiếp hơi mà để mà tiếp sức cho bà, chứ không thì không qua khỏi. Thì mà trong thời gian này thì khi bà tỉnh thì bà cũng vẫn còn nhắc đến cái thằng cháu ngoại đó. Thì nói chung mà tôi thì nghe rất là xúc động, thì tôi cũng xin mong là những cơ quan hữu trách của Trung ương hãy, nếu như nghe được những cái lời mà người dân chúng tôi là phản biện lên đây, thì xin các ông hãy xem xét và thả gấp Hồ Duy Hải để về gặp mặt một người bà một lần, có thể là một lần cuối cùng chứ không không nhiều đâu. Vì Hồ Duy Hải đến giờ này thì tất cả là đã chứng minh rõ Đúng rồi. là Hồ Duy Hải không hề liên quan trong một cái vụ án bưu cục Cò Voi, mà phải bị một thế lực đen tối nó đưa vô để thế mạng cho hung thủ, mà kêu tới ba bản án tử À, cái hình đó đừng có mà hỏi đụng hóng, nóc nền cái tư đó pháp, là hóng đang chờ, mà chính ông Nguyễn Hòa Bình là một cái phiên tòa cuối cùng cũng đã Ờ, tuyên Hồ vậy Duy thì Hải là chị, tử hình, mà trong khi đó rồi cảm không ơn, bằng không chứng không rồi cứ gì cảm hết ơn anh, bây giờ em đó. đang làm trên kênh Thì truyền hình, anh nhớ đến lại hôm cho nay em thì sau nhé, bao đang nhiêu trực tiếp, đang live stream điều trực đã tiếp chứng trên minh, nhân chứng nhé. vật chứng các Dạ, thứ dạ là vâng vâng mọi cái là toàn là giả hết đó. Rồi bây giờ những người mà đã từng gặp Hải trong cái đêm tối 13 tháng 1 mà trùng giờ luôn với là bên phía điều tra cho là Hồ Duy Hải đã giết là và mà cô Hồng với cô Vân tại bưu cục Cò Voi, thì điều này là đã chứng minh rõ là một điều phi lý, là những người nhân chứng người ta cũng đã lên tiếng hết rồi. Thì bây giờ Hồ Duy Hải là một người vô tội đã chứng minh rõ trong thời gian qua bằng những cái bút lục mà từ phía bên nhà nước, bên phía điều tra công an của Long An đã làm đó, và đã chứng minh rõ là Hồ Duy Hải hoàn toàn không liên can trong một vụ án bưu cục Cò Voi. Thì tôi cũng đề nghị tứ trụ triều đình và những cơ quan hữu trách, nếu như nghe được những cái gì mà người dân chúng tôi phản biện thì hãy phóng thích thả Hồ Duy Hải ngay. Tại vì một người công dân không tội mà đã bị giam cầm là suốt gần 14 năm rồi, còn gì nữa mà quý vị mà phải để như thế. Một gia đình cống hiến cho cách mạng ba bốn đời, cũng là mẹ Việt Nam anh hùng được công nhận của nhà nước đàng hoàng, chứ không phải là tự gia đình mà phong tặng. Thì mấy ông phải xem lại những cái gì mà người dân đã phản biện, thì để làm một cái điều mà nên cần làm giờ phút này là cần phải thả ngay Hồ Duy Hải để cho cháu về được gặp bà một lần cuối đó. Tôi rất mong những cái gì đó mà những vị nghe được thấy được thì phải thực hiện ngay những cái gì mà toàn dân trên đất nước Việt Nam đã mong muốn, mong lãnh đạo và đảng xem xét để làm một việc vô cùng ý nghĩa đối với một gia đình truyền thống cách mạng bao nhiêu đời đổ xương đổ máu, để cho những cái tên lưu manh chức quan nó ỷ chức ỷ quyền nó lên nó ngồi rồi xong xuôi nó muốn giết ai là nó giết, nó muốn kết tội ai là nó kết tội, không cần chứng cứ bằng chứng gì hết. Thì tôi đề nghị á, bây giờ trước tiên là phải thả ngay Hồ Duy Hải về để gặp bà một lần cuối. Rồi Phương Nhã xin cảm ơn những gì mà Phương Nhã chia sẻ lên trên đây là hôm nay đó, là mong mà toàn dân của đất nước Việt Nam hãy hưởng ứng những cái gì đó và lên tiếng để giúp cho một gia đình quan án mà suốt gần 14 năm rồi. Rồi Phương Nhã xin cảm ơn và cũng gửi lời cảm ơn đến đại gia đình với cộng đồng mạng đã lắng nghe Phương Nhã chia sẻ về bà ngoại của Hồ Duy Hải hiện nay. Phương Nhã xin cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn chú Phương Nhã. Hóng phim TV xin mời anh Sử Huỳnh nhé. Anh Sử Huỳnh ơi, em mời anh lên tọa đàm cùng với... Dạ, không được hả? Dạ vâng, không, tại vì muốn anh lên cùng với lại mọi người cho nó... Vâng, cảm ơn anh, thì lúc nào cũng được ạ. Vâng, thì xin chào Đinh Vũ Thường nhé. Em mới về Hòa Bình hôm qua là về lúc chiều hả? Về tới nhà lúc chiều hả? Khỏe không em? Dạ, tổng chào, em tổng chào. Ngoài này nóng quá anh ơi. Ngoài đó nóng hả? Thôi cố Dạ, gắng về được ngoài an toàn thế là được rồi. Cũng để về đây để cho nó gần mong gần. gia đình vạn sự bình an nhé, Đinh Vũ Thường.
Vâng. Dạ, ok. À, thế thì về cái nội dung này thực sự ra Hóng cũng rất là bất ngờ và đau xót khi mà Hồ Duy Hải đã không được gặp bà nội rồi, mà đến bây giờ thì bà ngoại thì cũng đã chờ rất lâu rồi, ráng chờ cháu. Chúng ta cũng từng nghe dì Nen nên tâm sự, dì rưỡi nên tâm sự ở trên kênh Hóng Phim TV rồi đúng không ạ? Là ngoại giờ chỉ có chờ cháu về thôi. Đi viện cũng đã rất lâu rồi nhưng mà đến thời điểm này là rất là nguy kịch. Phải thở máy trợ giúp chứ về nhà là không về được. Đại khái là như vậy, rất là nguy kịch. Nên mong muốn là các cấp lãnh đạo xem xét và xử lý sớm để giúp Hồ Duy Hải trở về thăm gặp bà. Và nói chung là thoát khỏi cảnh ngục tù suốt 14 năm qua. Và tiếp tục đối với nội dung này thì Hóng Phim TV đi sơ sơ như vậy thôi, để chú Phương Nhã đi như vậy. Còn bây giờ thì Hóng Phim TV sẽ vào một chủ đề mới để quý vị khán thính giả cũng như các vị khách mời sẽ giao lưu. Đây là một nội dung của một giảng viên đại học. Thì Hóng Phim TV cũng đã thấy được có một số điều mà chúng ta cần trao đổi trong nội dung này ngày hôm nay. Cụ thể, chú là Hoàng Anh Khiêm, bây giờ là cựu giảng viên chứ không phải là, không biết là còn dạy không nữa nhỉ anh Ngô Thanh Sơn nhỉ? Chắc là chú ấy nghỉ rồi đúng không? Cụ thể, chú viết trên trang cá nhân của mình thì có một nội dung mà Hóng Phim TV thấy rất đáng là chú ý mà dư luận cũng rất là quan tâm. Hóng Phim TV xin phép được đọc lên bài viết này. Tại sao Tổng Bí thư Bộ Chính trị Quốc hội mới chưa có ý kiến chỉ đạo vụ án bưu cục Cầu Voi? Kiến nghị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về cải cách tư pháp. Vụ án bưu cục Cầu Voi là giọt nước tràn ly của khủng hoảng tư pháp. Giải pháp kết thúc vụ án bê bối, bế tắc này chỉ có thể là thành lập ngay một ủy ban bảo hiến đặc biệt với sự tham gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm nhiệm vụ giám sát tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm nhiệm vụ công tố và kiểm sát, giải quyết dứt điểm các vấn đề xâm phạm hoạt động tư pháp và Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Cả ba cấp tòa đã xét xử vi phạm các nguyên tắc trình tự tố tụng hình sự với toàn bộ hồ sơ chứng cứ ngụy tạo vi phạm pháp luật và ra những bản án trái luật gây oan sai và bỏ lọt tội phạm. Cần tuyên hủy các quyết định vi hiến. Tổ chức ban chuyên án đặc biệt của Quốc hội, Chính phủ gồm vụ 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng liên quan an ninh quốc gia tiến hành điều tra độc lập các cơ quan tư pháp từ tỉnh Long An đến Trung ương. Lý do Bộ Công an đã không còn trách nhiệm điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Long An không còn quyền công tố, các cấp tòa không còn quyền xét xử hoặc tái thẩm vụ án. Quyền công tố, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn đảm bảo tính hợp hiến và có hiệu lực pháp lý. Đây là cái điều mà Hóng Phim TV cũng như các vị khách mời của mình cũng đã bàn thảo và nghiên cứu, xin phép được đưa ra để bàn luận trong buổi ngày hôm nay. Đầu tiên Hóng Phim TV xin mời anh Ngô Thanh Sơn, một doanh nhân đến từ Đà Nẵng, đưa ra ý kiến về nội dung này ạ. Xin chào anh em trên diễn đàn. Kính chào quý vị khán giả trên Hóng Phim TV2. Chúc quý vị sức khỏe, vui vẻ và vượt qua cái đại dịch an lành. Thì bài viết của anh Trần Anh Khiêm này á, thì tôi đánh giá nó rất là đúng về mặt pháp luật và cũng rất là chất lượng cao, và trong đó nó có một số cái ý mang tính gọi là đề nghị với cấp độ cao nhất của nhà nước, có cái tính gọi là thẳng thắn, trung thực, và tôi nghĩ rằng nó cũng hợp lý và đúng nhất cho cái tình trạng
của cái nền tư pháp Việt Nam trong những năm qua nó đã xuống cấp rất là trầm trọng, và nhất là cái vụ án bưu cục của voi này nó đã thể hiện cái sự tha hóa biến chất của các cái thành phần tham gia vào tư pháp của Việt Nam, là kể cả từ công an, viện kiểm sát cũng như ngành tòa án. Nó đã lột tả ra toàn bộ cái sự thật rất là phũ phàng, rất là nhức nhối của cái nền tư pháp Việt Nam trong nhiều năm qua rồi. Thì đây là cái thời điểm thông qua cái vụ án bưu cục của voi này, thì Đảng, Nhà nước và nhất là Quốc hội phải có một cái tầm nhìn. Thì những cái nhân sĩ trí thức, rồi thậm chí là mọi cái tầng lớp nhân dân, các lão thành cách mạng, cựu chiến binh vân vân đều có những cái đóng góp. Những cái ý của anh Thiêm là rất là có chất lượng, rất là có một trong những cái ý nó sáng sủa cho cái ngành tư pháp Việt Nam ở cái thời điểm hiện tại này cần phải cải tổ, và cũng như để thể hiện cái Quốc hội là một cơ quan quyền lực cao nhất của một nhà nước thì cần lắm là phải, nếu chưa thể có một cái tòa hiến pháp như tôi đã bình trước đây, thì có ngay một cái ủy ban bảo hiến, lấy ngay chính những con người của cái ủy ban tư pháp cũng như ủy ban thường vụ Quốc hội, cái cơ quan còn cái quyền đi tiếp, cũng như là thậm chí có thể mời một số cái chánh án có uy tín này kia tham gia vào. Và cái ủy ban hiến pháp này á, nó không cần phải là một cái ủy ban hoạt động thường xuyên như tôi cũng đã có đóng góp đấy, thì chỉ khi nào nó xảy ra những cái tình trạng mà kịch khung pháp lý như cái vụ án bưu cục của voi này chẳng hạn, mà nó lại xảy ra những các cái điều sai trái nghiêm trọng vi phạm vào cái luật pháp của Việt Nam cũng như là vi hiến như thế này, thì cái ủy ban này nó có sẵn cái thành phần, và ta có thể mời thêm, thậm chí ta mời thêm cả lãnh đạo vào để tham gia và ra những các cái quyết định chỉ thị để giải quyết cái vụ án một cách nhanh chóng. Chứ còn riêng như trường hợp của cái vụ án này ấy, là sau cái viên giám đốc thẩm đến giờ là đã hơn một năm, mà qua ba cấp tòa vừa vi hiến vừa vô căn cứ, không có một cái chứng lý gì để quy kết cái tội tử hình cho một cái bị hại là Hồ Duy Hải. Thế mà chúng ta, những người có trách nhiệm, những người làm việc trong các cái cơ quan chức năng liên quan đến luật pháp, thì lại làm ngơ, làm thinh. Thì tôi thấy đây là vấn đề nó nhức nhối, mang đến những cái bất ổn xã hội, làm mất niềm tin của người dân đối với cái nền tư pháp của Việt Nam. Thì đây là vấn đề hết sức cấp bách. Bài viết của anh rất là chất lượng, rất là ý nghĩa. Như tôi đã bình luận và trao đổi với anh, thì đây là vấn đề nó hết sức là cần thiết. Còn cái quyền quyết định cao nhất thì đương nhiên của đất nước mình là Đảng, nhưng cơ quan quyền lực cao nhất vẫn phải là Quốc hội. Thì đến thời điểm này Quốc hội phải là người đứng ra giải quyết cái vụ án này, tuyên ngay cái chuyện cho Hồ Duy Hải là vô tội, rồi tiến hành tất cả các cái bước tố tụng đối với những người đã tham gia vào cái vụ án này gây nên cái oan sai. Mà cái oan sai ở đây là cố tình nha, xuyên suốt ba cấp tòa, xuyên suốt qua cả ba cơ quan tư pháp của một đất nước, thì hỏi làm sao người dân mà có thể còn một chút niềm tin nào được. Thì tôi nghĩ rằng kéo dài như thế này mãi, nó sẽ đem lại sự bất ổn cho đất nước, nhất là trong cái thời điểm nhạy cảm này, cộng thêm cái dịch bệnh và kinh tế khó khăn, người dân đã tham gia thực hiện các cái chỉ thị của chính phủ thì nó vô cùng là bức bối, với một cái vụ án mà nó đã đẩy lên đến cái ngưỡng đỉnh điểm của nó rồi, không còn gì phải bàn nữa. Tự người dân người ta đã phá
cái vụ án này tìm ra tất cả mọi cái chứng cứ, tôi nghĩ là nó quá đầy đủ để phản biện bất cứ một cái lập luận nào quy kết rằng Hồ Duy Hải có tội. Thậm chí có những anh em đã dám thách đấu với tất cả các cái luật sư trước đây đã có phản biện, như anh Phạm Cương, anh Phạm Việt, rồi anh đại luật sư Tuấn gì đấy, vân vân. Nếu như chỉ cần tìm một chứng lý đúng là họ sẵn sàng đứng qua một bên. Nhưng mà từ đấy đến nay là kể cả cái người làm luật, nhưng thực tế cái người sống trong ngành luật thì lại rất là nhiều người có uy tín, từ những giáo sư tiến sĩ luật cho tới các luật sư thì đã lên tiếng lên án về cái sai trái của cái quy trình tố tụng của vụ án này rất là nhiều, và càng ngày á thì cái vụ án nó càng được rõ nét và thấy được những cái mưu mô xấu xa bỉ ổi của các cái cơ quan đã thực hiện cái vụ án này, đã tham gia vào thực hiện cái thành phần, các cái thành phần con người cũng như các cơ quan. Thì đây nó là thời điểm mà không thể nào không giải quyết được nữa. Và nhân đây thì tôi cũng có một cái lời đề nghị với anh luật sư Trần Hồng Phong. Thì từ trước đến nay tôi luôn luôn là rất là ủng hộ anh, vì tôi cũng biết rằng một vụ án như thế này thì không thể một cá nhân nào có thể làm nổi cả, dù có giỏi, vì sẽ chịu rất nhiều áp lực. Nhưng gần đây có những cái dư luận trái chiều và các anh đem ra lên mạng xã hội làm cho nó hoang mang cái tư tưởng người dân, là tôi nghĩ là không tốt. Nếu ở thời điểm này thì tôi nghĩ rằng nếu tất cả những ai là quan tâm đến cái sự sai trái của vụ án, cái oan khuất của Hồ Duy Hải, thì tất cả chúng ta nín nhịn nhau lại, không có một tranh luận gì nữa trên mạng xã hội, mà tập trung vào cái việc kêu oan, cái việc chứng minh cho Hồ Duy Hải là hoàn toàn không dính dáng gì đến cái vụ án bưu cục của voi này. Và nhất là anh Trần Hồng Phong, thì dù sao anh vẫn đang là luật sư từ hỗ trợ pháp lý, và mới đây như thế nào đấy thì tôi không biết, cái hợp đồng của anh ngày 16 tháng 5 như thế nào đấy, thì ở thời điểm đấy tôi cũng không quan tâm lắm, là cứ nghĩ có nhiều luật sư tham gia rồi. Thì tôi đề nghị anh Trần Hồng Phong, vụ án này bây giờ nó không phải là một vụ án cá nhân của Hồ Duy Hải hay gia đình Hồ Duy Hải với luật sư Trần Hồng Phong nữa, mà nó mang tính một vụ án quốc dân rồi. Gần như là cả nước những người có quan tâm đến vấn đề tư pháp của đất nước, cũng như là những người yêu chuộng cái công lý, sự thật, người ta đều quan tâm và vô cùng bức xúc. Thì tôi rất mong nếu anh nghe được lời này, thì từ thời điểm này của vụ án còn bao nhiêu ngày tôi không cần biết, nhưng tất cả mọi việc làm thì cần có một cái sự công khai minh bạch. Chúng ta không việc gì phải giấu giếm ai cả. Anh muốn làm một cái đơn chương gì đấy, anh có thể đăng lên bất cứ kênh nào, lấy ý kiến của những người quan tâm có hiểu biết trong vài ngày, khi đấy mới trở thành một cái đơn chương chính thức, hoặc kể cả từ tố cáo, kể cả từ kiến nghị, hoặc bất cứ điều gì liên quan đến vụ án, thì đấy mới là sự minh bạch. Tại vì tìm hiểu qua đến giờ phút này thì tôi nói thật, tôi cũng rất tiếc là anh đã bị bỏ qua mất rất nhiều cơ hội để mà chứng minh cho cháu Hải này là vô tội từ rất lâu rồi, có nghĩa là không phải để đến kéo dài như thế này. Nhưng mọi chuyện đã qua, ta tạm thời gác qua một bên, ta chỉ tính từ giờ phút này thôi, là mọi người nếu thực sự yêu chuộng công lý, yêu chuộng sự thật, và thấy cái nỗi oan của cháu Hồ Duy Hải và như gia đình cháu hiện tại đấy, thì mọi người hãy chung tay góp sức. Người nào có trí tuệ thì góp bằng trí tuệ, người nào góp được bằng tiếng nói thì góp bằng tiếng nói, không nữa thì là cái sự ủng hộ nhiệt thành của tất cả mọi người, nó sẽ làm nên cái chuyện lịch sử. Vì tôi khẳng định vụ án này nó sẽ đi vào lịch sử cái ngành tư pháp Việt Nam. Thì cái việc chúng ta còn lại đây làm đối với cái vụ án này và đối diện với những vấn đề của vụ án này thì chắc chắn nó còn rất dài,
Nhưng nếu với sự đồng lòng chung tay và nhất là gia đình chị Loan có một người đại diện nói lên tiếng nói nhờ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, vì tôi biết hiện nay đã có rất nhiều luật sư quan tâm nhưng nó không có danh chính ngôn thuận. À, người ta quan tâm, người ta sẵn sàng đóng góp, thậm chí người ta sẵn sàng đứng ra bào chữa miễn phí. Có rất nhiều văn phòng luật sư người ta đã có ý kiến, và rất nhiều luật sư danh tiếng người ta cũng đã từng có ý kiến. Thì tôi nghĩ rằng đến thời điểm này, vừa cái dịch bệnh khó khăn, rồi gia đình bà ngoại đang như thế, nó không biết là liệu là bà như thế nào, tình hình sức khỏe của bà ra sao, nhưng tôi cũng rất là mong bà sống thêm được một thời gian nữa để được gặp mặt cháu Hải. À, rồi khi đấy bà cháu có cái sự ôm nhau một cách gọi là thắm thiết một lần cuối, để bà cũng yên tâm nhắm mắt, và phần cháu Hải nó cũng đỡ áy náy. Vì sau phiên giám đốc thẩm á, là các bạn nếu nhớ thì bà nội cháu Hải cũng mất sau có mười mấy ngày thôi đấy, là đã mất đi một cơ hội. Và ở thời điểm này thì tôi nghĩ ngoài cái sự đúng đắn của luật pháp, sự nghiêm minh của luật pháp, thì trong đấy còn cái sự nhân đạo của Đảng và Nhà nước thông qua cái Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như Viện Kiểm sát Tối cao là cái cơ quan pháp luật duy nhất đang còn quyền đi tiếp trong vụ án này. Thì các anh các chị lãnh đạo nên có những cái giải pháp một cách nhanh chóng kịp thời, vừa mang tính nhân đạo, vừa mang tính thể hiện cái thượng tôn pháp luật của một cái nhà nước pháp quyền. Thì khi đấy tôi nghĩ rằng với cái những cái việc làm mà được như thế, thì cái cách nhìn, cách nghĩ của người dân đối với Đảng, Nhà nước cũng như với nền tư pháp, nó còn cái hy vọng để người ta có thể sống tốt, làm việc tốt, cống hiến cho đất nước. Thì thông qua đây tôi cũng gửi những cái lời chia sẻ như vậy đến với gia đình, chúc cho bà có cái tình trạng sức khỏe nó tốt hơn lên, để sống thêm được càng lâu thì càng tốt rồi, nhưng mà cố gắng là để mà được gặp cháu Hải trong nay mai. Và đấy cũng chia sẻ luật sư Trần Hồng Phong cũng như gia đình cái ý của tôi như vậy, chứ không phải là chỉ mình tôi mà rất nhiều nhân sĩ trí thức, những nhà làm luật, kể cả là Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đang đều mong muốn như vậy. Rồi thậm chí Đảng, Nhà nước cũng mong muốn điều này, chứ không phải là Đảng không thấy, đã thấy rồi, nhưng để giải quyết cái theo trình tự pháp luật thì nó rất là lâu, nó phải có một phiên tái thẩm hay gì đấy theo luật. Nhưng tôi nghĩ với cái vụ án này nó quá đặc biệt rồi, thì nó cũng cần một cơ chế đặc biệt để thể hiện cái tính nhân văn và nhân đạo của cái nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta. Tôi xin được chia sẻ, và cũng mong toàn dân, những ai có quan tâm đến thì ủng hộ theo cái chính kiến chia sẻ của tôi, để cho cái vụ án nó sớm đến hồi kết thúc. Tôi xin cảm ơn. Cảm ơn anh Ngô Thanh Sơn. Hiện tại có một anh khán giả hay là anh chị đây, anh Tống, Hóng Phi TV xin đọc dòng này lên để các vị khách mời của ta cũng nghiên cứu. Cụ thể anh nói rằng các anh không thể yêu cầu anh Phong công khai việc làm của anh ấy được. Các anh bên kênh Hóng này mới cần nhìn nhận việc làm của mọi người, ủng hộ một cách khách quan. Trước hết, Hóng Phim TV đưa ra quan điểm một chút về vấn đề này. Đây okay. là ý kiến cá nhân, chủ quan của mỗi thành viên trong nhóm tọa đàm, chứ không phải là sự tổng hợp ý kiến đồng tình nhất trí của các thành viên. Có thể người này ý kiến này, người kia ý kiến kia. Đây là ý kiến quan điểm riêng của mỗi người. Đó nha anh chị, anh Tống nha. Chứ cũng chưa chắc đã phải là quan điểm của Hóng Phim TV. Đấy. Nên là chúng ta hãy có cách nhìn nhận khách quan. Khi mà kênh Hóng đã chấp nhận đưa thông tin lên thì sẽ là thông tin đa chiều. Có thể nếu như mà ai đã từng theo dõi Hóng Phim TV rồi, thì Hóng Phim TV luôn luôn có câu gì, kể cả những người nhìn nhận trái chiều cũng có quyền gọi điện đến Hóng Phim TV để yêu cầu lên sóng. Đây là Hóng nói thêm một lần nữa, nếu ai ở đây có ý kiến gì, xin mời alo số của Hóng Phim đây,
lên trực tiếp trao đổi, bàn luận để chúng ta có cái nhìn khách quan hơn, trung thực hơn. Chứ không có đứng riêng về ai, không đứng riêng về luật sư Trần Hồng Phong, mà cũng không đứng riêng về bất kỳ, nói chung là không đứng riêng về bất kỳ một ai, mà hóng đứng hoàn toàn độc lập báo cáo đại gia đình như vậy. Vâng, anh Ngô Thanh Sơn có thể giải trình cho anh Tống này biết cái nội dung này không? Vâng, thôi tôi cũng cảm ơn cái câu hỏi của bạn Tống, nhưng mà tôi có thể trả lời thế này. Vấn đề này nó không phải cái gì là bí mật quốc gia hay là những cái vấn đề chính trị. Riêng cái vụ án của cháu Hồ Duy Hải, nó mang tính là thực chất của nó đã là một vụ án hình sự đơn thuần, nhưng do các cái thế lực chính trị, các cái tổ chức phản động, hoặc nữa là các cái phe nhóm tham ô tham nhũng hay là chức quyền gì đấy, tôi không cần biết, tôi cũng chưa cần đánh giá, tôi trả lời bạn như thế, đã thao túng trên cái vụ án này, gây ra cái oan sai cho cháu Hồ Duy Hải. Thì cái việc làm để phá cái vụ án này không phải là của mình anh Trần Hồng Phong mà làm nổi. Tôi nói với bạn một lần nữa như thế. Và nó không có gì phải là bí mật cả. Tất cả phải được công khai minh bạch, để từ hôm nay những cái gì sai nha, từ thời điểm này mà những cái gì sai, những con người nào là sai thì cần phải đem vào là tội phạm của cái vụ án này luôn. Còn những cái về trước đây tạm thời ta bỏ qua một bên. Không ai nói xấu ai, không ai chia rẽ mất đoàn kết cộng đồng, đó mới là điều tốt nhất cho cái vụ án của cháu Hải, cho sự minh oan của cháu, cũng như là cho cái nền tư pháp Việt Nam này có được nhìn nhận ra đúng vấn đề và được cải tổ một cách nó tốt đẹp hơn hay không, là ở thời điểm này và cái vụ án này. Tôi trả lời với bạn như thế. Còn nếu bạn cứ thích mập mờ thì bạn có thể là cũng là một quan chức gì đấy trong cái vụ án này, hoặc nữa là bạn cũng có những cái liên quan đến những nghề nghiệp nhạy cảm này, và bạn có những cái lợi lộc. Chứ còn nếu như thực sự bạn là một người có lương tri, bạn cứ hỏi thử anh em bạn bè của bạn đi. Bạn có lương tri, bạn yêu chuộng công lý, bạn yêu chuộng cái sự thật và tôn trọng nó, thì bạn không nên có một cái gì phải giấu giếm cả. Tại sao lại phải giấu giếm gì nữa? Tôi, đấy là quan điểm của tôi. Tôi xin trả lời bạn như vậy. Có gì bạn có thể lên tranh luận với tôi, hoặc tranh luận riêng ở ngoài qua cái điện thoại, tôi sẵn sàng cho bạn số điện thoại hoặc Zalo bạn tranh luận với tôi. Tôi xin hết. Cảm ơn anh Ngô Thanh Sơn. Câu hỏi của bạn Tuấn Beta Lover, đúng không? Lover. Xin chào em nhé, Tuấn Beta. Mong sẽ có tái thẩm vì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ thêm cái bút lục mới, tình tiết mới vụ án trình Tòa án Nhân dân tối cao mà tình tiết chứng minh anh Hồ Duy Hải phạm tội hả? Anh sẽ sớm được về với gia đình. Anh cũng nói với em Tuấn một chút và quý vị cộng đồng mạng một chút. Chúng ta nên nhớ rằng đối với vụ án này là một vụ án đã đụng trần. Chính vì vậy, cái vấn đề tái thẩm ở đây bên kênh Hóng Phim TV, phần lớn các cô chú, anh chị và các bạn lên sóng, đặc biệt là các vị khách tọa đàm trong những buổi tọa đàm này, thì đều không cho là tái thẩm là một phương án tốt, bởi vì đã đụng trần. Chúng ta nên nghe nha. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao không biết được khi ra quyết định đó, nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiến nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đề nghị, thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao mở phiên họp để xem xét lại quyết định đó. Đây là điều nhanh nhất. Đây là điều mà nằm trong khoản 1 điều 404 chương 27, thủ tục xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Đây là một phương án nhanh nhất. Okay, chứ không phải là một phiên tòa tái thẩm nhá em Tuấn Beta. Chỉ có áp dụng điều luật 404 vào trong cái tình tiết này thì là Hồ Duy Hải sẽ sớm về
Đúng. Hồ Duy Hải ngoại phạm, đúng, nhưng mà ý em nói là chờ, đúng không? Chờ phiên tòa tái thẩm, đúng không à? Phải qua những cái trình tự của tòa án nhân dân tối cao rồi các thứ nữa mới làm được một phiên tòa tái thẩm. Nhưng ở đây là chỉ cần Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tư pháp Quốc hội đề nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị. Khi mà xác nhận được là cái quyết định 05 của giám đốc thẩm này là đã sai và vi phạm pháp luật, hoặc có những cái tình tiết mới như thời gian vừa qua, hoặc là trong hội đồng thẩm phán không biết những cái tình tiết này từ trước đấy cho đến phiên giám đốc thẩm. Chính vì vậy mà áp dụng điều 404 thì tất cả các cơ quan sẽ ngồi lại họp, chỉ cần một phiên thôi, xem xét lại quyết định đó đúng hay sai, sau đó ra quyết định. Ok, Hồ Duy Hải xong nhé quý vị các bạn. Đó là một điều mà nhanh nhất, không cần một phiên tòa tái thẩm nào hết. Chính vì vậy mà các Wow, cô chú, anh chị và các bạn hãy hiểu rõ điều này. Điều luật ok. Rất đúng rồi. 404 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 nha. Đấy, đấy là điều Đúng nhanh nhất trong tất cả. Nếu như ai mà đang nắm rõ biết chắc về luật ở đây thì xin mời hãy điện cho Hóng cái số điện thoại ở góc màn hình để cùng phản biện với Hóng phim cũng như tất cả các quý vị và các bạn. Thì ý em rồi. nói là hủy quyết định 05 đó, nhưng ý em nói là chờ phiên tái thẩm. Em nên nhớ một câu là chờ chờ phiên tái thẩm nó khác hoàn toàn nhé em. À, nó khác hoàn toàn với lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Tư pháp Quốc hội, cũng như là các cơ quan chức năng sẽ ngồi vào cùng xem xét bàn luận vấn đề đó để hủy cái quyết định 05 đó. Cho chú ý kiến tí nè. Đó. Vâng, xin mời chú Phương Nhã. Thì bây giờ nói chung là Phương Nhã cũng xin gửi đến một cái vị khách đầu tiên hồi nãy là có hỏi cái vấn đề là cái chỗ là nói cái chỗ mà vụ án đó. Thì tôi cũng nói một vấn đề thế này. Bây giờ anh nói anh cho là luật sư Phong phải giữ kín những cái vấn đề mật. Vậy cho tôi hỏi anh bây giờ anh là hiểu biết tới đâu khi cái vụ án mà hiện bây giờ là nó đã đụng nóc nền tư pháp rồi, mà anh Bình cũng đã tuyên án tử hình rồi. Vậy thì luật sư Phong không đưa ra những cái bằng chứng hay là những cái gì anh đưa anh cho là nó mật thì bây giờ đợi Hồ Duy Hải nó chết rồi xong Phương còn mới đưa ra hay là làm sao? Đâu anh thử suy nghĩ xem coi những cái lời Phương Nhã tôi nó có đúng hay không. Trong khi cái phiên tòa là đã là ba phiên rồi, cái phiên cuối cùng là cái phiên là nó sai với cái hiến pháp và pháp luật đó. Mà ở đây ông Phong Mời nếu tôi bay ông bay có nha. bằng chứng gì thì cần phải đưa ra từ khi mà một cái phiên tòa là Trời chỗ ơi. mà phúc thẩm, chứ không phải là nói là giám đốc thẩm, chứ không phải là nói để giữ kín để làm gì. Mình là một người luật sư thì bây giờ có những cái gì mà tình tiết như thế nào đó nó khuất tất mà đã nắm được thì bây giờ mình phải cung mình đưa ra chứ, bây giờ đến thời điểm này thì còn gì nữa mà phải giữ bí mật đúng không, đợi cho tử tù chết trong tù rồi mới 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 đưa ra hay làm sao. Còn ở đây Phương Nhã trả lời một người thứ hai là chỗ Tuấn Lover không có tái thẩm tái gào gì hết, chỉ bây giờ hiện bây giờ là căn cứ theo cái bộ luật 404 là họp bàn lại là xong xuôi là ra một cái quyết định thả Hồ Duy Hải thôi. Bây giờ là tất cả mọi cái bây giờ là tất cả cả ba phiên tòa đều sai hết rồi, thì mọi người tất cả nếu ai theo dõi trong vụ án bố cục bà voi này không xa chỉ vài tháng thôi là đã hiểu mọi chuyện nó đã sai chắc bét hết rồi, không còn một đường nào để nói hết. Và còn những gì Hồ Duy Hải chứng minh cho Hồ Duy Hải là không có mặt ở trong vụ cục Cò Voi cái đêm 13 tháng 1, và những nhân chứng các người đã từng gặp mặt Hồ Duy Hải trùng giờ với đêm tối 13 đó là cũng đã lên tiếng, và viện kiểm sát phía bên điều tra của viện kiểm sát cũng đã lấy lời khai các thứ là cái gì thu thập đầy đủ hết, không còn thiếu một điều gì, thì không có cái lý gì mà để giam cầm một người không có tội liên quan trong vụ án đó. Tái thẩm tái gào gì ở đây nữa, chẳng có cái điều gì mà để tái thẩm hết trơn á. Bây giờ cái sự việc nó rõ mười mươi rồi, còn chỗ nào nữa đâu mà phải giấu giếm nữa đó. Vâng, mình đi Cũng nhanh sai gọn nha thì chú. cả ba cấp cũng đã điều sai rồi Dạ, mình đi thì nhanh còn cái gì gọn, nữa. còn rất nhiều câu hỏi đấy ạ. Rồi chú chỉ trả lại bấy nhiêu thôi, Vâng. rồi xin cảm ơn hai vị khán giả.
Thám tử Tùng Mai đang theo dõi ở bên ngoài. Nếu mà em đồng ý, ok, anh đưa em vào nhóm để tọa đàm luôn, để em đưa ra cái ý kiến của em. Còn bây giờ, Hóng Phim TV xin gửi cái câu hỏi của thám tử Tùng Mai đến thám tử của Hóng Phim TV, anh Nguyễn Hữu Quốc sẽ giải trình nội dung này. Xem xét lại quyết định, nhưng nếu họ vẫn xem xét lại nhưng không thay đổi nội dung phán quyết 05 thì sao? Em mời anh Nguyễn Hữu Quốc ạ. Dạ, cho Quốc chào tất cả cộng đồng mạng một ngày mới. Cho Quốc chào cái vị thám tử nào đặt cái câu hỏi này cho Quốc cũng hơi bị ác ôn á. Thám tử À, Tùng Mai. thám tử Tùng Mai à. Vâng. Vâng. À, thì tất cả là mình sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tùng Mai yên tâm vào điều này. Có một ông nào đó ngông cuồng nhất của cái đất nước này mà ông dùng không đúng luật thì quốc hội cũng có quyền phế truất và dùng lực để trừng trị những người đó. Tùng Mai yên tâm vào điều đó, không may có một phiên tòa mà nó ngăn nó vướng được, dùng tất cả là bằng luật. Cho nên là mong thám tử Tùng Mai nghiên cứu kỹ về luật. Câu này thì có khác gì Tùng Mai hỏi là cái tòa án nhân dân tối cao người ta còn bảo lưu cái quyết định 05 của người ta thì ai là xử? Thì tôi xin thưa thường Mai, chưa chắc hẳn là điều chúng ta như thế là đúng đâu. Còn một cái nóc nhà cao nữa là cơ quan quyền lực, đây Quốc nói tới là cơ quan quốc hội, và đại diện cho cơ quan quốc hội này là ủy ban tư pháp quốc hội, có thể là còn xem xét, chứ không phải là tòa án nhân dân tối cao là cao đâu nha thám tử Tùng Mai, không phải cao đâu. Cao đó chẳng qua là một cái danh từ người ta gọi là như thế chứ đâu phải là cao. Chúng ta nên nhớ điều đó, và quốc hội bất cứ lúc nào xem xét lại vụ án, kể cả có tử hình xong một người nào đó thì gia đình hoặc luật sư cũng vẫn đi tới đường cùng khiếu nại khiếu kiện. Nếu quốc hội xem xét lại người ta vẫn bãi bỏ cái thi hành án với tử tù đó, Tùng Mai nên nhớ vào điều đó. Đó là Quốc đang nói là cơ quan của Quốc hội và đại diện là Ủy ban Tư pháp Quốc hội, người ta sẽ dùng cái như điều luật hồi nãy Hóng Phim TV cứ đưa lên khoảng 1.404. Xin hết ạ. Vâng, anh Sử Huỳnh có nói câu rằng xem xét lại cũng có rất nhiều rủi ro vì đó là hội đồng thẩm phán tối cao đã xét xử trước đó. Vì vậy nên lâu nay không áp dụng giải pháp đó. Em cũng xin đóng góp ý kiến với anh Sử Huỳnh một chút xíu thôi. Em cũng rất cảm ơn anh có những cái đóng góp cho em, và cũng mong em cũng như mong em Tùng Mai này, cũng như anh Sử Huỳnh, chú Hữu Tuần và một số cô chú anh chị em khác rất là nhiệt tình trong việc đã góp ý cùng Hóng Phim TV. Nhưng về vấn đề này thì em cũng nói với anh Sử Huỳnh một chút là chúng ta cũng biết là đối với vụ án bưu cục Cầu Voi, nếu như thực sự được công bằng đưa ra mà xử lý theo đúng luật pháp mà công minh ấy, thì có lẽ rằng đây là một vụ án có thể cải tổ ngành tư pháp, cải tổ tư pháp của đất nước ta, đúng không ạ? Mọi người có đồng ý nhất trí với Hóng Phim TV về vấn đề này không? Nhất trí. Đấy. Và chính vì nó chưa được áp dụng cái điều luật này nhưng bây giờ có thể được áp dụng thì sao? Đây là mình vẫn yêu cầu các cơ quan làm với hết tất cả những cái quyết tâm với những cái chức năng của mình để lấy lại niềm tin cho người dân Việt Nam. Cho dù rằng tái thẩm cũng là một phiên tòa rất là tốt để đưa đến vụ án này ra ánh sáng này, rồi mang lại những cái điểm sáng cho nền tư pháp Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta hãy từ từ nghiên cứu đến vụ án Nguyễn Văn Trưởng nha Tùng Mai. Chúng ta từ từ, đây là vụ án bưu cục Cầu Voi đang được quan tâm còn hơn cả vụ án Nguyễn Văn Trưởng em nhé. Đây là anh đang nói cái lĩnh vực là vụ án này đã. Đấy, còn em nghiên cứu cái vụ án đó thì nó có thể nó có sự chênh lệch một chút, khác một chút. Nhưng ở đây Hóng đang bàn tới vụ án bưu cục Cầu Voi. Một vụ án mà có thể nói rằng làm thay đổi tất cả mọi thứ. Vâng, em biết là ý kiến cá nhân,
Nhưng mà đấy thì em cũng đang nói ý kiến cá nhân chủ quan của em như vậy. Có nghĩa là gì? Đối với vụ án này có thể là chưa chưa vụ án nào áp dụng điều luật 404 Bộ luật tố tụng hình sự, nhưng mà hóng vẫn tin tưởng rằng đối vụ án này khả năng là rất cao. Còn nếu như như anh Sử Huỳnh đã nói là hội đồng thẩm phán đã có những quyết định cuối cùng rồi, chính vì vậy mới phải áp dụng cái điều luật 404. Còn nếu như không áp dụng điều luật 404 thì nó lại không có chuyện gì, thì lại không xảy ra về cái chuyện mà suốt trong cái thời gian vừa qua người ta nói rằng vụ án này đã đụng trần, đúng không ạ? Đó là ý kiến riêng của Hóng Phim TV đó. Nên là mong rằng đối với vụ án này sẽ được cải tổ bằng cách như vậy, càng sớm càng tốt, và chuẩn, rất là chuẩn chỉ. Nếu như mà thực sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội cùng đồng hành với các cơ quan chức năng quyết tâm đưa vụ án này ra ánh sáng một cách công tâm nhất. Đó là chuyện, đấy là ý Hóng nói là nhanh nhất là giải quyết như vậy. Còn tất nhiên là nếu như không giải quyết được thì phiên tái thẩm đương nhiên rồi, cũng rất là hay, chỉ có điều là nó dài ra thêm thôi. Thế thôi, nó không có cái gì khác nhau lắm, nó chỉ có như vậy thôi. Đó, đó là quan điểm của Hóng Phim TV. Còn cũng mong rằng đối với vụ án này là thực sự được đưa ra bằng điều luật 404 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Đây là cái quan điểm riêng của Hóng vậy. Em viết không rõ ý. À không sao em. Không, chú Phương Nhã không hiểu lầm em đâu. Ý kiến Tuấn đang sợ chú Phương Nhã hiểu lầm cái gì đây. Rồi ok. Vậy thì bây giờ còn ai hỏi câu hỏi gì không ạ? Ý Tùng Mai là hợp lý. Đây là điều bấy lâu nay khó khăn về mặt pháp lý nên vụ án này phải kéo dài. Là anh Sử Huỳnh nói là ý kiến của Tùng Mai là không xài điều luật. Tùng Mai ơi, em vào luôn đi. Em vào luôn được không? Không cần đâu, nó có hỏi gì ấy thôi được, cần đi mà vào. Làm không gì? Nếu mà vào cùng tọa đàm cùng đi, tại vì là Tùng không Mai khác. Không sao. Không sao đâu. Để nó hỏi. Không, được. Duy Nguyễn, anh chị Duy Nguyễn không nói thế nha. Tại vì cái này ta đang Tùng Mai cũng từng lên kênh Hóng Phim TV và chúng ta đã góp ý rất nhiều, chúng ta không có nói như vậy bởi vì ở đây chúng ta không có sự khích bác. Trong thời gian vừa qua thì thôi Hóng chuyển sang vấn đề khác đi. Nếu như ai có nội dung gì thì cứ gửi qua Hóng Phim TV cùng các vị. Có ai hỏi gì liên quan đến vụ án này thôi, ngoài vấn đề vụ án là đừng có hỏi. Đấy, đúng rồi. Là sẵn sàng trả lời hết này thôi. Chỉ cần một điểm cũng sai phải điều tra lại, còn rất nhiều điều sai. Tái thẩm là một hội đồng thẩm phán tối cao mới, điều 404 có thể do hội đồng thẩm phán đã xử xem xét lại khi được Ủy ban Thường vụ yêu cầu, còn khi có tình tiết mới có thể tái thẩm. Vâng, thì em nghĩ là cả hai phương pháp đều được, nhưng mà ý em đang nói là phương pháp là xem xét lại dùng điều 404 để mà ngồi xem xét lại thì nó là nhanh hơn cả tái thẩm. Ý em nói như vậy thôi, nó không có gì khác cả. Hóng cho chị hỏi Hồ Duy Hải vô tội ngoại phạm, tức là không có tội gì hết thì phải trả người, sao còn tái thẩm? Dạ, nếu nói như chị như vậy thì có lẽ rằng vụ án này không đi suốt 14 năm qua đâu ạ. À, xem có khán giả nào gọi điện đến đây. Alo. Alo, phải cháu Dự ạ? À? Dạ, đúng ạ. À, cô là cô Cúc hôm trước nè. Dạ. Cô... cô cũng có gọi điện về ngoài kia rồi. Gọi thì, gọi điện về đâu cô? Gọi điện về Thanh Hóa đấy. À. À, cháu nhớ cái vụ mà cô nói gọi điện về Thanh Hóa không? À vâng vâng vâng, con biết, con biết. Dạ, gọi về chỗ chỗ Long với lại cô Nga đấy. Vâng vâng, con biết rồi, cô Nga. Cô, vâng. Cô Nga cũng là dâu của Thanh Hóa đấy. Dạ. Thì cô không được gặp trực tiếp, nhưng mà thằng em cô là nó trực tiếp nó gặp, thì nó là em quân cô quân cậu với Thanh Long đó. Dạ. Ông thì... ông Thanh Long Bộ Tư pháp đúng không? Bộ trưởng Tư pháp. À. Vâng. Thì ý là người ta cũng không nói cho mình nhiều, nhưng mà người ta ý là người ta cũng để cho mà các cựu chiến binh lên tiếng cho nó
nó mùi đi, họ không không quậy vào đường nào được nữa, thì lúc đó thì họ mới ra họ họ kết luận theo thằng em cô đó, thằng em cô mà ở nhà ở quê đó thì nó tốt như vậy đó. Dạ. Cho nên là cô cũng thấy như thế, nhưng mà từ bữa nay thì cô cũng bức xúc nhiều cái. Dạ. Ví dụ như bây giờ nói đến cái chuyện mà tất cả những cái chứng cứ mà nó thường hại không có ở cầu voi, ở biểu điện cầu voi, thì tất cả mọi người đều thấy rồi. Mà đến bây giờ khi mà viện kiểm sát về để lấy lời khai thì liền sau đó lại một cái bọn mặt tâu đầu ngựa nào đó, nó lại cũng đem người ta ra, nó lấy đầu lời khai rồi nó uy hiếp người ta, thì rõ ràng là lòi cái bộ mặt của chúng nó ra rồi. Mà tại sao nhà nước pháp quyền mà lại không có một cái quyết định gì là thế nào? À, bây giờ đáng lẽ nó không có cái gì. Thứ hai là cái vụ Đinh Vũ Thường, cái Đinh Vũ Thường là nó có nói về cái vụ mà nó thấy Hồ Duy Hải đâu mà tự nhiên rồi dựng khống cho nó. Đúng là bây giờ là dần dần là bọn nó ghét thằng Đinh Vũ Thường vô một cái bọn đồng lõa với bọn công an Long An đấy anh Thắng ạ. Dạ. Cho nên là tôi thấy là những cái đó là rất là vô lý. Mà chúng tôi thì đi công tác nhiều năm rồi, đã sống nhiều năm, sống từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, từ đúng là mũi Cà Mau cho đến địa đầu Móng Cái đó, bản thân tôi là như thế đó anh ạ. Mà dạ. Đến bây giờ tôi chưa thấy một cái vụ án nào mà nó lại loanh quanh lất quất như thế. Cho nên bây giờ cứ ra một cái là gia đình nhà tôi là đều hai vợ chồng, tôi là cựu chiến binh rồi lại cựu thanh niên xung phong nữa, còn ông xã tôi là cựu chiến binh đoàn tàu không số đấy, thì hai gia đình nhà tôi cũng rất là uất ức cái chuyện đó, mà thấy rằng là không thấy một tí công lý nào cả, mà mãi đến bây giờ vẫn cứ như thế. Thì tôi thấy là tôi không phục từ trên dưới dưới. Mà quốc hội làm sao mà đã bây giờ đã ban mẹ xong xuôi hết rồi, thì con người ta một ngày trong tù bằng ngàn thu tại ngoại, mà bây giờ người ta cứ ở trong tù mãi như thế này. Bây giờ hỏi lại quay là mấy cái ông hòa bình hòa biết đó, mà hiện tại bây giờ tôi theo dõi Long An là rất nhiều Covid. Thế thằng Hải nó mà có Covid, nó có việc gì không có người chăm nom, thì thử hỏi quay là như thế nào. Bản thân nó không có một cái tội gì mà bây giờ đưa nó vô tội đò, rồi bắt đầu là nhốt nó, mà đến bây giờ tìm ra không có tội rồi vẫn cứ không thả nó, thì nó vô lý. Cho nên như cháu vừa nói cái điều bao nhiêu đó, là bây giờ nếu như nó đã đỉnh đội nóc cái vụ xử rồi, thì bây giờ phải áp dụng cái điều đó để thả nó ra ngay, chứ không thể nào mà đem con người ta. Hỏi lại xem là con các ông các bà mà ở như thế, các ông các bà chịu được không, có ai là có lương tâm không? Cho nên mọi cái người đó là phải nghĩ đến cái lương tâm của mình chứ, tại sao mà lại để cho con người ta cứ nằm lê lết ngày này qua ngày kia, rồi sống vất ba vất vưởng. Thì bây giờ là tập trung nhiều cái lời nói của cựu chiến binh, nhiều cái góp ý của cựu chiến binh, nhiều rất nhiều, để rồi chúng ta kêu gọi, chả lẽ là một lấy cựu chiến binh trên một cái đất nước 90 triệu người này mà lại thua một cái bọn lợi ích nhóm, hoặc là một cái bọn biệt gian phản động, hoặc là một cái bọn buôn lậu hay sao hả? Cho nên là bây giờ mình phải cố gắng làm sao để mình tập trung lại. Mà vừa rồi cũng nghe trên TV hóng là có đọc cái vụ mà cái anh Thanh mà ở cựu chiến binh đó, như thế cũng đã là sâu sát lắm rồi, nhưng mà vì sao vẫn cứ để cho nó ở trong tù mãi như thế, thì phải tìm ra. Thứ hai là cái ông Lê Hùng Phong, và cái ông luật sư đó. Mà không không, cái điều này bây giờ đối với phần luật sư Trần Hồng Phong thì chúng ta không có nói đến những cái điều gì ở đây ạ. Tại Hóng cũng ra cái nội dung là chúng ta chỉ góp ý thôi, chứ chúng ta không có đả kích gì được luật sư, bởi vì không có căn cứ gì đâu cô ạ. Không, vâng. Không đả kích, nhưng mà tôi nghe thế này này, tôi nghe trên cái
Không, cái đó quan điểm riêng mỗi người cô ơi. Quan điểm riêng mỗi người thôi. Nếu mà cô muốn góp ý thì cô cứ gọi cho thám tử cao Trường Giang cô nói. Chứ còn ở đây thì bên kênh con thì nếu mà cô nghe được gì cô có thể kể theo ý kiến người dân thì được. Chứ còn con cũng không có đóng góp gì thêm ý kiến đó được với cô ạ. Dạ. đấy, thế thì bây giờ là cô thấy nó như vậy, cho nên là bây giờ mình thấy làm sao mà lẽ ra thì cô không nói, nhưng bây giờ cô thấy nói là cái vụ đó là bây giờ cái ý kiến của cựu chiến binh càng nhiều càng tốt, Dạ. càng nhiều càng tốt, cho Vâng. nên là mình làm sao để mình động viên được các cái cựu chiến binh đều vô mạng, để mà cái lời nói của mình, chả lẽ mình đi chiến đấu, tụi tôi đi chiến đấu mãi rồi, tụi tôi lăn lộn mãi rồi, đem lại quyền lợi cho dân chúng, mà bây giờ như thế này mà chúng tôi nói lại không có một cái tiếng nói gì trên xã hội, mà cứ để cho những cái thằng làm càn làm liều nó làm thì nó vô lý lắm. Cho nên là tôi cũng gửi lời như vậy, và có thể rằng là tôi rất là từ bữa nay tôi buồn, cho nên là có khi đêm tôi chả ngủ được, rồi tôi cũng làm thơ làm sách, nhưng tôi cũng không muốn gửi, là vì tôi nghĩ rằng là đối với một đứa con sinh ra, báo cáo với anh Hóng là vợ chồng nhà tôi hai người đều bị chất độc da cam cả đấy, không có con, mà hiện tại bây giờ chúng tôi nuôi con nuôi, nhưng mà chúng tôi quý mến lắm con người, chúng tôi quý mến lắm, hơi nóng hơi ấy là đã ấy rồi, chứ không phải là tất cả là dồn cho con. Đấy là chưa nói là nấm ruột, còn đây là nấm ruột của bà Loan, thì người ta đau khổ cỡ nào, người ta khổ đến mức độ nào mình phải hiểu, tất cả những người mẹ có lương tâm phải hiểu. Thì đây thì cựu chiến binh rồi cựu thanh niên xung phong cũng rất đông rất nhiều, cho nên là anh có thể nói lại với anh Thanh đó là nói trên mạng để cho cựu thanh niên xung phong vào nhiều để thấy được là cái tấm lòng, chứ bây giờ rất nhiều người muốn nói nhưng họ cũng ngại, cũng như cô là cô muốn nói lâu lắm rồi nhưng mà cô ngại, cho Dạ. nên là bây giờ cô nói như thế để cháu nắm được, rồi Vâng. hãy mà có cái gì thì thỉnh thoảng cô gọi cho cháu Vâng, nha. dạ vâng, cảm ơn cô đã góp ý. Vâng. Thì có gì thì các cô các chú cứ gọi điện đến Hóng rồi đến tất cả mọi người, số điện thoại Hóng cũng để trên đó rồi. Thì cứ muốn chia sẻ như thế nào thì Hóng cũng sẵn sàng thôi. Cái tiếng nói đóng góp để chúng ta giúp Hồ Duy Hải trở về thì rất là đều là đáng quý cả. Dạ. Con Bây cảm. giờ là người ta vẫn đang nhìn vô cái tiếng nói của cựu chiến binh đó, Dạ. mà mấy bữa nay cô cũng mừng là cái cựu chiến binh Thanh, mà cái ông Thanh mà ở trong cựu chiến binh đó là ông đã biết mấy cái bài đó là nó sâu sắc lắm, cô đọc cô nghe cũng À, cô chú thấy Văn đúng Thanh cái ý gì từng ạ? lời đó. Vâng, chú Văn Thanh đúng không ạ? À, vâng. Đấy, Dạ. thì những cái bài đó là đọc kinh, hình như cháu Vâng, đọc đúng đó rồi, con phải đọc. Dạ, đúng rồi. Vâng. không? Là cô nghe hết á, chứ không phải Dạ. cô nghe từ bữa nay là cái gì của Hóng rồi của TV2 rồi của Thám Tử Hai rồi của những ai là cô đọc hết á, nhưng mà Dạ. chúng ta tập trung chưa được đâu, chưa Vâng. được đông cựu chiến binh, À, cho nên vâng. là Thế là vẫn chưa được, chưa ăn thua gì đúng không ạ? Trời ơi, Hóng cho đã kêu nên qua các chú cựu chiến binh này, các chú cựu công an, các cựu thanh niên xung phong, rồi các giáo viên, giảng viên, rồi nói chung là tất cả người dân mọi tầng lớp kêu suốt từ ra giả mấy tháng nay rồi, cả gần năm nay rồi vẫn còn chưa ăn thua gì hả cô? mà cháu nói với mấy Nghe mấy cái chú căng. như chưa, Dạ. như Thanh Sơn rồi những chú ấy Vâng. á, là ở quê hương thì cứ động viên mọi người cho mọi người nói, nhưng cũng có những người là họ biết là họ ấy, nhưng Dạ. họ sợ lắm, nói Vâng. thẳng với cháu như thế, Dạ. cho nên là nói ra thì ấy, nhưng mà cô biết là có nhiều người họ biết lắm, Vâng. họ cũng căm thù lắm, nhưng họ sợ họ không dám nói, tại Vâng, vì có không những nói chữ cái căm mà thù nó hơi quá cô ạ. Mình cứ nói là bức xúc thôi, chứ căm thù thì nó cũng hơi quá. cô Vâng. căm lắm, cô nói thật đó, cô căm, cô cho đó là một một cái bọn phản động, mà phản động hại dân hại nước, chứ không phải là hại một mình Hồ Duy Hải đâu, hại dân hại nước, rõ ràng nó như thế. Thì những cái kẻ mà hại dân hại nước là kẻ thù của bọn cô rồi, vì nếu không nói ra thì cháu không biết, chứ các cô đi chiến đấu để giành giật lại những cái ngày này, như ông chồng cô là đã báo tử rồi đấy, rồi Dạ bản vâng. thân cô là nhà ba người, một người báo tử, hai một người thương binh, và cô vừa thương binh vừa chất độc đấy, Dạ. cháu thấy rằng là các cô đổ xương đổ máu, gửi xương máu ở chiến trường nó cỡ nào,
cho nên là nhìn thấy bây giờ nó quay lại, nó đối với dân với nước như thế là nó phản dân hại nước, cho nên là căm thù chứ không phải là bức xúc nữa đó. Không có thể, vâng cô ơi, cái này thì nói cũng có khi cũng còn hơi quá, nhưng mà con nói là đối với vụ án bực cục cầu voi này, có lẽ nó là một vụ án cũng khá là nhỏ so với lại những cái gì mà hệ lụy trên đất nước mình còn nhiều thứ lắm. Mình không nói, nói chung là mình không thể dựa vào một vụ án để mình nói tổng thể được chú cô ạ. Dạ. Tổng thể đâu. Và cô nói cháu nghe này, bây giờ cháu nhìn lại xem cái bộ cầu cục cầu voi có đúng không? Cháu nhìn chưa hết chứ cô nhìn còn có nhiều cái nhiều nữa. Thí dụ như thằng thám tử Cao Trường Giang nó đưa ra mà cái con văn đó mà nó quỳ ở đâu mà cái bàn chân nó, cháu đã xem chưa? Vâng, thì cái đó cũng cái đó mình cũng không khẳng định được, đó chỉ là giả thiết thôi cô. Còn sự thật thì nói chung là còn nhiều cái mà, nếu mà biết hết được sự thật rồi thì nó lại khác, còn đó là giả thiết thôi. Vâng, giả thiết đưa ra nó hợp lý thì thấy nó tương đối hợp lý. Thì sau này bọn nó khai ra rồi mới biết được có thật hay không. Nếu mà vụ án khi mà được đưa ra một cách công tâm và khách quan thì có lẽ lúc đấy mới biết hết được ạ. Mà một cái gia đình, hai cái gia đình phải nói là bức xúc cho hai cái gia đình mà có con chết đó. Dạ. Là từ lúc đầu cho đến lúc cuối không được tham gia, con bị mổ xẻ bị này kia cũng không hề được tham gia, đó là lý do gì thì cô cũng chưa hiểu, cho nên cô cũng cứ thắc mắc hoài đấy đó. Thế thì cảm ơn cô rất là nhiều. Vâng, thì cái lời đóng góp của cô như vậy thì cần rất nhiều các cô chú là cựu chiến binh, là tất cả mọi người dân trên cả nước nữa lên tiếng đúng không ạ? Để mà đồng hành đúng không ạ? Vâng, thế cảm ơn cô rất nhiều. Tiếng nói của cô đây cũng đã góp phần vào để tham gia với lại hóng phim cũng như là các cô chú anh chị và các bạn. Thì xin trân trọng cảm ơn cô và mong gia đình ta luôn dồi dào sức khỏe bình an nhé cô. Dạ, vâng, con cảm ơn cô. Vâng. Vâng, cảm ơn cháu. Dạ. Cảm ơn các vị. Vâng. Đó thì quý vị và các bạn cũng vừa nghe một cuộc điện thoại nhanh của một vị khán giả. Cô là cô thực sự ra thì nói ra nó hơi nhạy cảm, nhưng mà chỗ cô là chơi với lại hình như là chơi với lại cha của ông Phạm Thanh Long. Có phải ông Phạm Thanh Long không cả nhà ơi, các vị khách mời ơi? Đấy là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nói ra thì nó hơi nhạy cảm, nhưng mà thôi cô cũng đã nói thì mọi người cũng nghe rồi. Đấy thì cô cũng đã liên lạc về, kể cả liên lạc về chỗ bà Nga, và tham khảo một số ý kiến của mọi người cũng đã đưa ra. Như vậy là rất cần tiếng nói tiếp tục của các cô chú, anh chị và các bạn vào đối với vụ án này. Tùng Mai có hỏi anh Ngô Thanh Sơn một câu. Tôi hỏi bác Sơn, bác đã biết hung thủ như những gì bác nói, khi cơ quan chức năng cần bác sẽ nói, quyền công dân bác hoàn toàn có thể tố giác tội phạm, trân trọng, nếu bác nên làm không nên chờ. Anh Ngô Thanh Sơn có thể giải đáp tí. Cảm ơn Tùng Mai nhá. Cảm ơn con. Được rồi, chú sẽ nói vào cái thời điểm phù hợp, nhưng mà những cái suy đoán của chú là nó tới 99% rồi con ạ. Vì nó có một số cái chuyện là chú đã lật qua lật lại vấn đề và nó đã là đúng sự thật rồi. Và hiện nay thì nếu mà nói ra thì nó không có lợi cho cái đại cuộc. Tại vì sao? Mình là một công dân bình thường, mình không có cái quyền hạn để mà bắt người. Tố cáo thì được, nhưng tố cáo ra mà ở trên mạng này thì nó chạy mất. Còn tố cáo cho nhà nước thì chú cũng đã có tố cáo. Mong con thông cảm nhá. Tùng Mai nhá, đã tố cáo rồi nha Tùng Mai. Đã tố cáo bằng một phương pháp rồi nhá. Đại khái là như vậy. Thế thôi, anh nó chạy cảm, đừng có ngốc quá. Chứ không phải tố cáo ở trên đây. Thì chúng ta biết là đối với cơ quan chức năng mới có quyền bắt người giữ người, chứ mình làm gì không, có quyền bắt Tùng người mình đánh động lên không được. Tội phạm với các cơ quan chức năng. Ý nói đúng đúng thế. Ok. Thì đó là cái ý kiến Tùng Mai đưa ra, thì mình cũng nên
Đấy, đề nghị Hóng TV mở một quỹ, cộng đồng mạng đóng góp thêm một luật sư giỏi tâm huyết. Không ạ, báo cáo anh Sơn Phú, chúng ta không đụng chạm vấn đề này. Hóng không có đụng chạm đến mở quỹ, mở kiếc gì hay là huy động. Hóng không có nói luật sư Trần Hồng Phong vấn đề gì cả. Có những vấn đề thì giả dụ Hóng băn khoăn chút xíu thì Hóng góp ý thôi. Chứ còn bảo công kích hay nói cái nọ cái kia, luật sư Trần Hồng Phong không đúng cái này, không đúng cái kia, Hóng không hoàn toàn không. Và luật sư Trần Hồng Phong là người đại diện pháp lý cho Hồ Duy Hải, là đúng rồi, trước bây giờ Hóng vẫn nói như thế mà. Có nói là luật sư bào chữa đâu. Làm gì còn phiên tòa nào đâu mà bào chữa. Hết phiên tòa rồi, đụng kịch trần. Lấy đâu ra mà là luật sư bào chữa. Giả dụ sau này có phiên tái thẩm thì may chăng lúc đấy mà luật sư Trần Hồng Phong là luật sư bào chữa thì được. Dạ. Anh Hà Trương, ui giời ơi, lâu lắm mới gặp anh. Lâu quá rồi, anh em mình không trò chuyện, chốc nữa điện thoại tí nha. Chúng ta tìm công lý oan sai cho Hồ Duy Hải bằng con đường pháp luật. Vậy đi con đường nào đúng luật để hủy quyết định 05 của ta, của tòa án tối cao? Vậy phải chăng phiên tái thẩm mới làm được, phải không mấy anh? Dạ, ông Phim TV cũng đã nói với cộng đồng mạng ở trước rồi. Nếu mà nói nữa thì nó lại thành dư thừa quá. Chốc anh xem lại tí nhé. Có hai con đường thì một là quyết định 404 đụng trần, hai là tái thẩm. Đấy thôi, Hóng đã nói rồi. Anh Hà Trương, chốc nữa anh em mình trò chuyện chút xíu nhé, lâu quá rồi. Vâng, con chào cô Tâm Lê Thanh. Đấy, bây giờ thêm một nội dung nữa. À, nội dung này cũng khá là quan trọng đây. Cảm ơn em Tùng Mai đã gửi cho anh cái thông tin này. Anh không biết là ai ở đâu rồi. À, Tùng Mai mới gửi thông tin này sáng cho Hóng Phim TV. Đây. Cái gì có nội dung ở bên trên thì không biết nói về cái gì, nhưng mà tiếp tục Hóng sẽ đọc theo cái thông tin này. Có nội dung gây chấn động dư luận đối với nhiều người quan tâm tới vụ án bưu điện cầu Voi. Ông Sơn cũng được giới thiệu là một người có chức vụ đã về hưu. Nội dung tin tức lan truyền như sau. Trong vụ án bưu điện cầu Voi, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm là thẩm phán Lê Quang Hùng, chính là chú ruột của điều tra viên Lê Thành Trung, người điều tra trong vụ án. Đồng thời, ông Lê Quang Hùng cũng là cậu ruột của kiểm sát viên công tố trong vụ án là kiểm sát viên Lê Ái Dân. Đây là thông tin chưa kiểm chứng nhưng đã được nhiều kênh YouTube lan truyền mạnh trên mạng. Nếu đúng như thế, lưu ý là tôi chỉ nói nếu đúng, thì việc điều tra, truy tố và xét xử Hồ Duy Hải vi phạm trắng trợn thủ tục tố tụng hình sự, cụ thể vi phạm nguyên tắc khách quan vô tư trong tiến hành tố tụng hình sự quy định tại điều 14 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 vi phạm xin lỗi quý vị nha. Vi phạm điều 42 Bộ luật tố tụng hình sự 2003, vi phạm nghị quyết số 03/2004/NQ-HDTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Nhưng nếu đây là fake news thì cơ quan chức năng cũng cần lên tiếng xử lý. Fake news là cái gì nhỉ cả nhà ơi? Fake news là tin giả đúng không ạ? Thôi, Hóng Phim TV tạm nghĩ là như vậy. Thì ở đây Hóng Phim TV cùng các vị khách mời cũng đã có một video trân trọng mời quý vị khán thính giả cùng xem vào 18 giờ tối nay. Đấy, một video cũng khá là hay, nói về điều này, nói về Lê Ái Dân. Ông Lê Ái Dân là cháu ruột, gọi ông Lê Quang Hùng bằng cậu, và ông Lê Thành Trung thì gọi ông Lê Quang Hùng là chú. Đây là thông tin mà chú Đào Thanh Sơn, cựu công an đến từ Đồng Tháp đã đưa ra nha quý vị các bạn. Đây là nói thẳng luôn. Còn về phân tích một cách kỹ lưỡng thì Hóng sẽ có nội dung video vào chiều nay 18 giờ, mời đại gia đình đón xem. Đúng rồi, tin giả, fake news là tin giả. Thì chúng ta hãy xem rồi chúng ta hãy khẳng định là giả hay là như thế nào. Và chú Đào Thanh Sơn cũng nói một câu nhỉ, về nội dung này tí nhỉ, sơ sơ thôi. Còn nội dung kỹ lưỡng chúng ta cũng đã đi vào video 18 giờ tối nay rồi. Mời chú. Xin chào tất cả anh em trên. Chú nói to lên chú. Xin chào tất cả quý khán giả đang xem trên.
không mạng không không mạng sao, chú xấu quá. bộ công an đến từ Đồng Tháp xấu hả? Và không sao, chú nói đi, chú nói bình thường đi, chú nói to to chút. Thì những gì tôi đã đưa ra và đây là trực tiếp đó thôi, thì đúng sai thì cái đó tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật đó, và chờ như thẩm cả cũng đã thông tin và tiếp tục có clip và lúc tối hôm nay và không là pháp luật đó. Thì, ok đó tuyệt vời, vâng cảm ơn chú. Đấy quý vị và các bạn cũng đã thấy rồi, chú sẵn sàng giơ cái bàn tay của mình lên như thế và nói sẵn sàng chịu trước pháp luật khi đưa ra cái thông tin này nha quý vị nha. Đó đó là những vị khách mời của Phim TV đều là những người đảm bảo cái thông tin của mình như vậy đấy, nên là mong mọi người hãy chú ý theo dõi, như vậy là chúng ta hãy theo dõi trong thời gian tới nó như thế nào đó. Thì thực sự nếu như thông tin này là thông tin xác thực một cách chính xác thì đã ở đây Hóng Phim TV nghĩ chắc vị này đã gửi tin nhắn cho Tùng Mai, hoặc là Tùng Mai đã lấy được ở đâu đây thì chắc là một vị luật sư đây, bởi vì rất hiểu luật. Nếu đúng như thế, lưu ý là tôi chỉ nói nếu đúng, thì việc điều tra truy tố và xét xử Hồ Duy Hải vi phạm trắng trợn thủ tục tố tụng hình sự, cụ thể vi phạm nguyên tắc khách quan vô tư trong tiến hành tố tụng hình sự quy định tại Điều 14 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, vi phạm Điều 42 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003, vi phạm Nghị quyết số 03/2004/NQ-HDTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, nếu như đó là sự thật. Nhưng mà ở đây thì Hóng Phim TV hoàn toàn tin tưởng vào thông tin mà chú Đào Thanh Sơn, cựu công an Đồng Tháp đã đưa ra nha quý vị các bạn. Đối với Hóng Phim TV là như vậy. Thì anh biết là em lấy trên mạng, nhưng anh đang đoán là của một luật sư, tại vì anh thấy là ở đây ông đã áp dụng vào cho anh chia sẻ cái này một chút nha. Vâng em mời anh. Rất là cảm ơn luật sư. Nhưng mà đối với cái vụ án này á, mà nếu không có cái tình tiết này thì thực sự nó đã là một cái phiên tòa sơ thẩm vi phạm trắng trợn rồi anh nhá. Cái này nó chỉ gọi là cái cung cấp thêm thôi. Có hay không có, tôi nghĩ có thì nó cũng chỉ là thêm, mà không có nó cũng không quan trọng. Đối với tôi là vụ án mà đem xử ở phiên sơ thẩm đã vi phạm trắng trợn rồi, với những cái chứng cứ chúng tôi đã phân tích từ trước đến nay. Em nó đã chính là anh Đào Thanh Sơn một chút. Ở đây ta chưa biết được là luật sư hay không ạ. Dạ. Thì đó ví dụ như thế. Vâng. Tức là nếu như có cái này rồi anh mới nói là vi phạm trắng trợn thì nó cũng không phải. Ví dụ như thế, bạn đấy là như thế nào tôi không biết. Nhưng mà bản thân cái vụ án sơ thẩm này nó đã vi phạm rất là trắng trợn, mà chúng ta đã phân tích rất nhiều bài về cái phiên sơ thẩm. Đó, mong các bạn coi lại. Còn nếu cần trả lời nóng vấn đề gì thì cứ hỏi tôi trả lời nóng luôn. Cái gì của cái vụ án sơ thẩm này là nó đã không được. Bây giờ mình qua bên Hoàng Anh Khiêm. Đúng rồi. Vâng, Hồng đã thấy chú Đào Thanh Sơn giơ tay phát biểu. Mời chú ạ. Rồi. Theo cái buổi tọa đàm hôm nay thì tôi phát biểu thêm về cái bài viết của anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm. Thì như thế này, qua cái bài viết của anh thì tôi thấy là nói chung ra thì nó cũng rất là hay và rất là sâu sắc. Nhưng mà riêng tôi thì tôi nghĩ như thế này. Đó. Nói chung cái bài viết của anh thì nó có liên quan đến là vụ án buôn cục voi. Thì tôi nghĩ là như thế này. Bởi vì bài viết anh thì cũng hay mà nó rất là sâu sắc luôn. Thì tôi sẽ thêm phân tích thêm. Bởi vì trong cái vụ án buôn cục voi này, trong cái phim là phim mất tiếng rồi chú ơi, cái mạng chú mất tiếng rồi đấy. Vậy chú vô ra, chú vô trở lại. Anh Sơn Bùi nhé, chúng ta không có nói như vậy, bởi vì ở đây Hóng Phim TV không hoàn toàn nói luật sư Trần Hồng Phong là xấu, không có nói cái gì cả đến luật sư Trần Hồng Phong là xấu hay thế nào kia, mà phải nghe luật sư Võ Thành Quyết ạ. Chúng ta không có nói luật sư, không có công kích luật sư. Vâng. Rồi, nghe rõ. Tốt rồi chú, em. Mời chú. Dạ. Thì nói tiếp theo cái lời của anh Hoàng Anh Khiêm. Thì như vậy trong cái phiên sơ thẩm thì nói chung nó đã vi phạm rồi. Đó. Thì đến luôn là cả cái phiên phúc thẩm.
thì nó cũng đều sai trong cái bộ luật hình sự. Bởi vì cái vụ án nó không có tất cả nhân chứng vật chứng mà nói chung ra là chỉ là có những cái bản lời khai của Hồ Duy Hải, và cái bản lời khai đầu tiên mới là sự thật, và những cái bản sau này là bị Hồ Duy Hải bị ép cung bức cung cả luôn tới đến cái nhục hình, thì nó rất là rồi. Chú Đào Thanh Sơn mạng rất yếu, hóng thấy không ổn rồi đó. Vâng, hôm nay thì em nói khẳng định với mọi người nữa là đừng có chia rẽ, tất cả bây giờ là cứ tập trung vào là để làm cái chuyện oan của Hồ Duy Hải, còn đúng rồi, những ai nói gì đấy là cá nhân, không có nói ở đây nữa. Tôi đã chịu trách nhiệm vì nếu Hồ Duy Hải. Rồi, cái mạng của chú Đào Thanh Sơn rất là xấu, hóng đã không thấy, chỉ nghe thấy chú nói rằng chú sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những thông tin mà chú đưa ra trên cộng đồng mạng. Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Cái thông tin của chú thì bây giờ mời chú có thể thoát ra thấy khỏi mạng cho cháu Hồ Duy Hải, mà nếu tử hình cháu Hồ Duy Hải và tử hình tôi luôn, tôi hòa đồng ý. Nhưng tôi đã có báo, nếu chắc nó bị rớt xuống 2 giờ rồi là không đủ. Alo. Vâng, chú nói đi, bây giờ chú thông tin của chú như thế là bị nó rất là bị mạng nó rất là yếu. Và tôi có báo lần đầu tiên và tôi báo cái vụ án quan sai và ký quyết định cho tôi tham gia điều tra cái vụ án của cục của voi trong vòng như vậy là một tháng tôi sẽ kéo hết tất cả cái bọn tội phạm ra đó. Thì tôi đã nói là tôi phải chịu trách nhiệm, nhưng mà cái này biết của cái anh Hoàng Anh Kim thì tôi muốn chỉ là nhắc lại thôi. Tôi chỉ muốn nhắc lại những cái gì sự thật nó đã xảy ra trong cái vụ án của cục của voi. Bởi vì trong cái pháp luật chúng ta không có một cái điều gì mà cháu Hồ Duy Hải dính vào trong cái vụ án đó, mà tất cả hung thủ này kia nó có sự thật mà lại là đi là bao che. Thì tôi có nói rằng là đòi hỏi cấp trên, tức là tôi nói là ở trên Bộ Chính trị, tức là Trung ương, thì lúc đó chưa có tướng chủ bây giờ, trong cái thời gian đó, chưa có tướng chủ bây giờ mới bầu lại đây thôi, tôi hỏi đòi hỏi có giải quyết hay không thôi. Chứ thật sự nó quá rõ ràng rồi, thì đến bây giờ thì nó đã quá rõ ràng, không còn cái gì mà để mà nói thêm. Thì như vậy mà tới cái phiên giám đốc thẩm thì đem lên mà ông Nguyễn Hòa Bình thì ông trả lời ổng như vậy là ổng cũng vẫn được quyết định là kết án tử hình Hồ Duy Hải. Đúng ra là xem xét cái phiên sơ thẩm và cái phiên phúc thẩm có vi phạm pháp luật hay không đó, và có đưa cái bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam vào cái vụ án của cục nộp cầu voi này không, và đến cái giám đốc thẩm thì trong cái bộ luật tố tụng hình sự của chúng ta nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì không còn cái phiên tòa nào để là gọi là tái thẩm tái thiết gì nữa. Anh không có áp dụng vào trong cái bộ luật tố tụng hình sự thì làm gì mà có vi phạm trong đó mà gọi là đến tái thẩm hay là gì, có nghĩa là không còn cái gì hết. Thẳng ra bây giờ nếu mà tái thẩm là có nghĩa tái thẩm để làm gì, tái thẩm để xóa luôn cả hai cái quyết định là sơ thẩm và phúc thẩm và cái quyết định 05 là giám đốc thẩm của Chu Bình đó, thì bắt đầu là mấy ngày vô hợp chứ không có nói chung giám đốc thẩm có quyết định 05, giám đốc thẩm của ông Chánh Án Nguyễn Hòa Bình ạ, chứ không phải ông nếu mà quyết định 05 thì nếu mà tái thẩm là phải là xóa bỏ cái quyết định định 05, nhưng mà phải xóa trước cái sơ thẩm của phúc thẩm đi, rồi cái quyết định 05 anh đã sai thì bây giờ là xóa hai cái bản án đầu tiên đi, rồi bắt đầu cái xóa 05 thì các anh du hợp với anh ngồi chứ không có nói gì chứ, mà anh đâu có xài lực đâu, thạc sĩ tiến sĩ luôn cả 16 người ngồi trên chỉ đưa tay thôi chứ có ai có ý kiến mà nói cái gì không, mà trong cái bộ luật hình sự không, rồi cái bộ luật hình sự ở đâu nữa hả, bộ luật hình sự ở đâu, đem dục ở đâu, phải không? Vâng. Nói đến thì nó dài dòng. Tôi chỉ vâng, yêu đúng cầu rồi. Ta đi ngắn gọn thôi chú. Tại vì okay còn tôi chỉ yêu cầu cái thế này. Tôi chỉ yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Bác Trọng nói chung là trong tư chủ quyết định quyết định thả cháu Hồ Duy Hải và
cùng anh Nguyễn Minh Trí và ông Lê Minh Trí ngồi, anh Lê Minh Trí và anh Nguyễn Bình ngồi lại quyết định, ngồi lại bàn bạc quỷ quyết định năm và quỷ cái án sơ thẩm và phúc thẩm, thả cháu Hải về rồi bắt đầu các anh điều tra lại, các anh điều tra lại như vậy là cái vụ án như thế nào và nó sẽ ra sao, thì bắt đầu lúc đó là từ anh Nguyễn Quỳnh trở xuống là dành chính quyền là phải chịu trách nhiệm. Nếu Hồ Duy Hải có vi phạm thì vẫn bắt Hồ Duy Hải lại là chuyện bình thường, tử hình Hồ Duy Hải, tôi thế thêm một mạng nữa đó, tôi thế thêm một mạng nữa. Tôi đã nói, vẫn nói mà tôi nói bây giờ yêu cầu thả cho Hồ Duy Hải ra đi, tôi sẽ cho tôi ngồi thế cho, không có mất đâu mà sợ, tôi đã nói rõ ràng mà. Bởi vì tại sao bây giờ nè, nói chung ra bây giờ tôi nói bao nhiêu gì thôi, bởi vì anh em chúng tôi lên đây để gì, đấu tranh để giành cái này công lý, chúng tôi đã đổ máu quá nhiều để giành lại cho con cháu chúng tôi. Thì bây giờ ở trên cấp trên nói đây là bác Trọng nè, anh Phúc nè, anh Chính nè, anh Dương Đình Huệ nè, nói là ba anh với bác Trọng thôi, nói là đền ơn đáp nghĩa, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Thì bây giờ mấy anh làm sao, tôi nói không cần là đối với chúng tôi, mà chỉ cần là chỗ cháu Hồ Duy Hải thôi, tức là gia đình nội ngoại hai bên, các anh thấy không, đều là truyền thống cách mạng, thì đó là cái mầm mống đó. Các anh phải nhớ con người ta sống là cái cỏ cây thì dưới đất này tất nẻ nó mới chui lên, còn con người chúng ta sống đối với cái dân tộc Việt Nam lòng tình thương quý mến nó nhiều lắm. Con người sống ra phải có tổ tông ông bà, các anh thấy không, mười mấy năm nay các anh làm tan nát cả nguyên hai cái gia tộc chứ không phải là một tan hổng nát. Xin ngắt lời chú Đào Thanh Sơn một chút xíu về cái ý kiến mà nói theo cái kiểu là đền ơn đáp nghĩa hay là như thế nào, thì hổng cũng không nhất trí lắm về cái tình tiết này. Ý là chú nói là có nghĩa là nói để xin cho cháu Hồ Duy Hải thôi. Vâng. Còn chút xíu cũng hỏi thì chú trả lời. Ý của con thì chỉ muốn gọi là công tâm khách quan, đấy, toàn diện, đại khái là như đó. Vậy chứ thì cũng không cần thiết phải nhớ ơn người nọ, nhớ ơn người kia để mà vi phạm pháp luật thì cũng không nên ạ. Dạ. Đúng rồi. Ok. Chú không có vụ đó. Vâng. Chú không có nói vụ đó đâu. Chú biết mà. Cho nên á thì thấy bây giờ các anh nếu mà nói về cái đền ơn đáp nghĩa, tôi có nói con người ta phải có tổ có tông. Thì bây giờ gia đình của cháu Hải mà hai cái thằng tộc hai bên nội ngoại đã tan nát hết rồi, thì các anh thấy bây giờ các anh chỉ cháu Hải nó không có tội thì các anh thả về đi. Đó. Bà nội nó đã chết rồi là nó không được gặp mặt, bây giờ bà ngoại đang hấp hối chờ cháu ngoại về, nhìn được cháu ngoại cái rồi bà đi bà cũng vui lòng. Thì các anh thấy cái đạo lý của con người Việt Nam thì chính các anh cũng từ cha mẹ sinh ra, có ông bà cha mẹ thì các anh nhớ kỹ, các anh đi làm việc thôi xa thôi mà cha mẹ ông bà nhà mất và các anh không được gặp mặt là thôi, các anh thấy nó trong lòng nó như thế nào. Chứ tôi không có nói là cái sâu xa gì. Rồi bây giờ trong cái Hồ Duy Hải đem ra như vậy đó, rồi các anh thấy kỹ, nói là nói đến là cái ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây, nhưng mà thật sự tôi nói thẳng nha, cái tên Nguyễn Hòa Bình này, tôi nói riêng là Nguyễn Hòa Bình này, y ăn trái rồi y nhổ luôn cái cây luôn, y răng cái mặt y răng như cái thằng tỉnh trưởng mà Bạc Liêu á, nó dẫn lính vô nhà chỗ cái ông ba gì là ở với Bạc Liêu á, là nó mấy thằng lính nhào vô bẻ trái cây, nghe không, nó nói, thôi bây ơi đừng có bẻ tội nghiệp ông ba, nghe không, để chút nữa làm việc ổng xong rồi đốn luôn cho gọn. Vâng, thôi chú ạ, vâng, đầu này ta hôm nay live stream trực tiếp ta cũng không nên cần nhắc tới những cái công kích những vấn đề khác. Hóng cũng đi đúng cái chủ đề một chút xíu. Hiện tại có anh Dũng Bùi Anh vừa nói với Hóng rằng có khi nào bị an ninh mạng cần can thiệp không Hóng? Dạ, cái câu này xin mời thám tử của kênh Hóng Phim TV, đại diện cho Hóng Phim TV trả lời vấn đề này. Em mời anh Hữu Quốc tranh thủ một chút xíu về hơi lệch chút xíu chủ đề thôi, nhưng mà cũng cần phải trả lời cho cộng đồng mạng biết. Em mời anh. Mà xin lỗi các vị khán thính giả, nó hỏi can thiệp về chuyện gì mới được chứ không? Dạ chắc là can thiệp qua vụ này ạ, khi mình nói chuyện đến vụ này ạ. À không bao giờ đâu, cho Quốc gửi lời đến vị khán giả đó, thì tất cả chúng ta nói là lời nói chúng ta đã chịu trước pháp luật, ai nói sai là người đó chịu, và cái cơ quan an ninh mạng là người ta giám sát tất cả những cái gì hành vi, kể cả là văn hóa, kể cả là những kênh YouTube hay là tất cả kênh chính thống.
và tất cả một người công dân nào mà lên một cái chương trình tự do ngôn luận như thế này, người ta giám sát hết các bạn ạ. À, còn cái chuyện can thiệp là nếu ai sai dưới pháp luật là người ta sẽ mời làm việc ngay, các bạn yên tâm vào chuyện đó. Và chính lời nói của tôi đang nói đây thì người ta cũng đang nghe, kính thưa với bạn như thế, các bạn yên tâm. Và tôi tự hào về nền an ninh của Việt Nam mà. Trên thế giới này an ninh của Việt Nam là, tôi dùng một cái từ chuẩn luôn, là very good các bạn. À, cảm ơn anh Nguyễn Hữu Quốc. Thì hôm nay tham gia thì tọa đàm và giao lưu cùng quý vị khán thính giả thì Học Viên TV cũng xin chào đón hai vị khách mời nữa, đó là chú Lê Văn Sơn, cựu chiến binh, cựu nhà báo, tác giả của bài viết mà Kiềng Ba Chân mà chúng ta cũng đã thấy hóng đã đưa lên thác cộng đồng, và chú Trương Văn Hậu, một cựu chiến sĩ công an, cựu cán bộ điều tra. Có thể nói rằng là chú Trương Văn Hậu thì đến từ Ninh Thuận, nhưng mà có thể nói rằng là chú Trương Văn Hậu là đồng nghiệp của anh Lê Thành Trung. Vâng, Hóng Phim TV xin hỏi chú Trương Văn Hậu một chút. Cái thông tin mà đã đưa trên cộng đồng mạng đang băn khoăn, do tối hôm qua thì chú có vào, nhưng sau đó cái sự việc chắc chú có công có việc nên là chú ra ngoài thì chú không tham gia. Nay con mời chú đóng góp về cái nội dung là nếu như thực sự anh Lê Thành Trung là cháu của ông Lê Quang Hùng, gọi bằng chú ruột, ông Lê Ái Dân cũng là cháu của ông Lê Quang Hùng, gọi bằng cậu ruột, ông Lê Quang Tráng là em ruột của ông Lê Quang Hùng, thì có thể nói đây là thế kiềng bốn chân rất là vững trong cơ quan tố tụng Long An tham gia đối với vụ án buộc của Cầu Voi. Hóng Phim TV chưa có khẳng định là ấy nha, chưa có khẳng định là ông Lê Quang Tráng có dính dáng gì hay không, nhưng về những cái tình tiết mà nói rằng có giang hồ can thiệp nọ kia rồi các thứ thì Hóng Phim TV đưa ra giả thiết vậy thôi. Nếu thực sự cái giả thiết đó là đúng thì sự nhìn nhận của chú ra sao? Con mời chú. Thì, chú cũng có cái nhận định riêng về cái vụ theo cái ý kiến của chỗ anh Đào Minh Sơn của công an Đồng Tháp. Thì nói chung thì cái cánh mà phía nam thì chú cũng không rành, cho nên là chú cũng không có để cho các anh cứ cho ý kiến. Chứ còn chú thì mình cái gì mình biết thì mình nói, mà mình không biết là thôi. Chứ bây giờ ở trong đó thì mình cũng cái xác nhận thông tin thì mình cũng không nắm bắt, nó cũng không cụ thể lắm. Vâng. Nhưng mà nếu nói là cái sự việc của cái vụ án của cái bưu cục Cầu Voi mà ở cái thế này á, là vừa là điều tra, vừa là công tố, vừa là xét xử, thì quả đây là một cái vụ án có nghĩa là gia đình trị. Cho nên là bây giờ tức là nếu nói là Hồ Duy Hải thì là một bị can bị cáo thì không thể thoát được, nếu nói đúng là sự thật. Nhưng mà ở đây thì theo cái quan điểm và cái nhận định của chú thì chú qua cái theo dõi trên cái cộng đồng mạng nói chung, tức là khi cái vụ án của Hồ Duy Hải xảy ra thì cái mà cái ngày khám nghiệm hiện trường thì trong lúc đó cũng có Lê Quang Hùng cũng có chứng kiến ở cái trong cái vụ mà khám nghiệm hiện trường có Lê Quang Hùng. Thì nếu nói mà thật sự như vậy thì bây giờ là đây là một cái tổ mafia mà mang cho một cái mác, tức là các cái cơ quan nắm quyền lực pháp luật ở một địa phương
thì nói chung thì bây giờ tức là ở đâu cũng vậy, ngay kể cả tức là cái chỗ mà Lê Quang Tráng, đây là mình cũng chưa xác thực, nhưng mà nó cũng là một cái tổ chức là cờ bạc đá gà và nói chung mọi cái hoạt động khác mang cái tính là xã hội đen, thì chắc chắn là đây là một cái tình hình chung của cả nước. Ở đây là nói chắc chắn 100%, ở đâu cũng vậy. Cái cơ quan điều tra, cơ quan công an, trong đó tức là cái lực lượng điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự, nói chung là cái lực lượng công an xã, tình hình chung cả nước chỗ nào cũng đều có là bao kê cho tội phạm. Cho nên là tại sao theo cái quan điểm của ngành công an thì chú cũng đã nhận định từ lâu, công an là tội phạm mà tội phạm là công an. Cho nên là cái này theo chú thì đúng ra là một cái vụ án của một cái gia đình trị, thì vấn đề là cái vi phạm pháp luật, vi phạm luật tố tụng hình sự, nói chung tức là ngay cái phiên phúc thẩm đầu tiên mà đã là xác định là cái hồ sơ của vụ án Hồ Duy Hải ngay từ lúc đầu, từ cái khâu mà cái biên bản khám nghiệm hiện trường, nhận định hiện trường, rồi tức là trưng cầu giám định pháp y là hoàn toàn là sai hết. Cái biên bản ban đầu, kể cả cái biên bản sau này, tức là từ cái câu từ, tức là một cái hàng ngàn từ, nhưng mà sau này tức là sửa đổi lại, rút ngắn. Nói chung cái vụ án này tóm lại là bằng mọi cách lấy để đưa Hồ Duy Hải vô là người thế thân. Đối với một con em của một cái cán bộ, cho đó là cao cấp đi, đây là theo cái suy diễn của cái quan điểm của chú nghe, là chú có cái quyền suy diễn, là một con em cán bộ cao cấp, mà cái cao cấp này tức là của cán bộ lớn, cán bộ trung ương, cán bộ chứ không phải là vừa nhỏ đâu. Đây là cái quan điểm của chú. Cho nên là tại sao tức là khi phát hiện đối tượng, khi phát hiện hung thủ gây án mà công an tức là đã bao che ngay từ lúc đầu, bị bưng bít ngay từ lúc đầu, cái này tức là chú thấy hoàn toàn tức là nếu nói mà cái gia đình trị này thì quá nguy hiểm. Nói thẳng tức là quá nguy hiểm đối với một cái ở một cái cấp, một cái cấp tỉnh, nó không phải là đơn giản thôi. Tức là cái cấp thứ hai của cái cấp của trung ương, thì trung ương rồi tới tỉnh, tới huyện, tới xã là có 4 cấp, nhưng mà cái cấp tỉnh này tức là dù muốn hay không, cả một cái chính quyền ở địa phương, tức là từ đảng rồi là bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, nói chung xuống tới chủ tịch, mà tức là bao nhiêu năm như vậy, mà cái truyền thống công an cũng đã từng dính vô cái vụ tức là buôn lậu, rồi tức là tham nhũng đủ thứ trước đây, tức là trước cái 2011 cũng đã có rồi, trước 2008, chứ đâu phải là cái Long An mà từ hồi nào giờ là chưa có cái tình trạng đây. Cho nên theo chú, cái quan điểm của chú là chú cho nó là cái hoàn toàn là có cơ sở theo cái chỗ mà anh Đào Thanh Sơn, thì chú cũng tin tưởng, tức là ở chỗ Đào Thanh Sơn nói gì đi nữa, tất nhiên là cũng là một cái lực lượng của cái công an của Cà Mau, của cái cánh phía Nam, những cái tỉnh giáp lên, thì cái qua cái tìm hiểu thông tin này là chú tin tưởng cái chỗ của anh Sơn. Thì chú thì cũng cách nhau tức là cũng
gần ngàn cây số, cho nên là những cái thông tin đó thì chú thì chỉ có cái nhận định vậy thôi. Còn nhờ các anh tức là có cái nhận định thêm. Vâng. Vậy vâng, xin cảm ơn chú Trương Văn Hậu. Chú Lê Văn Sơn có ý kiến gì không ạ? Vâng, con mời chú. Cũng có vài ý kiến. Vâng, con mời chú. Là xin chào cộng đồng mạng mà đang nghe chương trình trực tiếp của Hỏng Phim TV. Đây là nói trực tiếp luôn á, thành mà có nói trục trặc là coi như cũng không có sửa được. Vâng. Thì thứ nhất là tôi rất là ủng hộ cái nhìn nhận theo cách của anh là Đào Thanh Sơn về cái vụ án này. Đấy là bây giờ đã là nó vụ án Hồ Duy Hải là đã là một vụ án của toàn dân, không phải là coi như là của riêng một luật sư nào nữa. Thì tôi không nói về chuyện luật sư, mà tôi nói rằng cũng nhờ vì toàn dân quan tâm. Tôi nói bây giờ phải đến là coi như hàng chục triệu, thậm chí là hàng nhiều chục triệu người quan tâm đến vụ án này. Những người biết đến vụ án này là người ta tìm hiểu và người ta phân tích nhìn nhận ra, có thể là chưa tất cả, chưa nói hết lên trên diễn đàn, nhưng mà người ta đã phân tích, đánh giá và tìm hiểu của cái vụ án này. Và đó, mỗi người dân là một điều tra viên, đó là cái quyền của người dân, đó là cũng là quyền giám sát của người dân. Mà đấy, đất nước là phải mừng cho một cái sự quan tâm của người dân như vậy với một cái vụ án thế này. Còn tôi không nói cụ thể vào cái vụ án này để nó sẽ như thế nào thì đã nói nhiều rồi. Nhưng mà tôi xin thưa rằng là tôi qua cái trang mạng của luật sư Trần Hồng Phong, tức là qua cái trang cá nhân của luật sư Trần Hồng Phong, thì tôi là được thông tin rằng là có ngày 7 tháng 7 là sau khi mà Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, tức là vụ 7 ấy, đã làm việc với những nhân chứng ở là xã Nhị Thành, thì đã có là phúc đáp cái trả lời với luật sư Trần Hồng Phong về cái nội dung này rồi. Và có nghĩa rằng khi mà vụ 7 mà đã đi là đã xác nhận, xác minh được những cái nhân chứng mà đã viết đơn đó là sự thật rồi, thì cái việc của Hồ Duy Hải, mà tôi xin thưa rằng là cái khi mà không phải là vụ 7 chỉ có xác minh là có 7 người đâu, mà khi đi xác minh 7 người đó có thêm 4 người nữa, 4 người dân nữa, là lại cũng tiếp tục đưa đơn cho những cái đoàn thanh tra của vụ 7 đó luôn. Là cho nên đến nay đã 11, mà đến nay không phải 11 nữa, mà đó là 6 thời điểm đó 11, mà đến nay tôi biết được đã có thêm 4 người dân khác nữa cũng đã viết đơn và coi như gửi tiếp cho là cơ quan chức năng. Đấy, thành thử tôi nói rằng là cái việc này thì thế này, tôi thấy trên có, tôi thì cũng không hiểu biết về luật, vì tôi không phải là cái người làm việc về cái ngành luật. Nhưng mà tôi thấy có một cái thực tiễn hoạt động của cái xét xử, của công tác xét xử, là vẫn có những cái vụ án là trong khi tiến trình vận động của vụ án, người ta vẫn có thể có những cái đình chỉ, tức là chẳng hạn vụ án nhiều bị can bị cáo, thì phát hiện ra có những bị can bị cáo là oan sai trong đó, và hoặc oan sai hoặc là không đủ yếu tố để truy tố, thì người ta vẫn có quyết định là coi như hủy quyết định khởi tố bị can. Đấy, và cái việc quyết định khởi tố vụ án vẫn nguyên giá trị pháp luật, không ảnh hưởng gì cả. Như chẳng hạn như cái vụ án Hồ Duy Hải này, thì bây giờ trong cái trường hợp bây giờ đã xác minh được qua cái điều tra, thì đã xác minh được, đã được rằng Hồ Duy Hải là vô can, tức là không có mặt ở bưu điện Cầu Voi, không liên quan gì đến cái vụ án này, thì cái quyết định mà khởi tố vụ án bưu cục Cầu Voi nó vẫn nguyên giá trị pháp luật, và cái giá trị
pháp lý đó vẫn tiếp tục tồn tại và vẫn các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục là coi như là triển khai thực hiện. Nhưng mà còn quyết định khởi tố bị can Hồ Duy Hải thì nếu như theo như những cái vụ án mà tôi thấy trên thực tiễn như vậy á, thì người ta vẫn có thể là coi như đình chỉ cái quyết định khởi tố bị can. Khởi tố bị can vì sao? Vì đã biết vô can rồi thì coi như phải đình chỉ chứ sao nữa. Đấy, thì tôi nghĩ một cách theo tôi so sánh với những cái vụ án khác mà trên thực tiễn của cái hoạt động của tòa án á, thì đã từng có như thế. Nhưng mà từng có ở những cái vụ án là nhiều bị can. Đấy. Đấy để vụ án một bị can nhưng mà là nhiều thẩm phán, 17 thẩm phán. Mà vụ án người ta nhiều bị can thì coi như người ta chỉ 5 thẩm phán, 3 thẩm phán hoặc là 7 thẩm phán là cùng thôi. Đấy. Thì nhưng mà có điều là trường hợp này vẫn có một cái cơ chế pháp luật, cơ chế pháp lý về cái việc là coi như đình chỉ quyết định khởi tố bị can vì xác định ra là coi như bị can là coi như ngoại phạm. Thì ngoại phạm rồi thì đình chỉ quyết định đó từ khắc là nó đương nhiên là quyết định sai rồi. Còn cái việc cơ quan tư pháp của từ Long An cho lên đến tối cao và coi như làm sai cái gì thì cái đó là một cái việc khác. Cái đó việc của đó là các cơ quan chức năng sẽ giải quyết về cái hầu đó. Nhưng mà còn trong khi mà coi như nếu như là cái quyết định mà khởi tố bị can hủy, từ bị can Hồ Duy Hải hủy, thì cái quyết định khởi tố vụ án của cô voi vẫn nguyên giá trị pháp lý và nó vẫn tồn tại và các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phải thực hiện cái quyết định khởi tố vụ án của cô voi, chứ không phải là coi như bị ảnh hưởng gì cả của cái vấn đề vụ án này. Vì không phải là coi như Hồ Duy Hải thôi rồi thì vụ án này vẫn còn tồn tại và vẫn còn giải quyết, vẫn còn xử lý và vẫn còn điều tra để tìm ra thủ phạm thực sự nhé, chứ có phải là coi như là nó hết không. Thì thành thử là coi như tôi thấy rằng là coi như phải nói rằng cái phải sức mạnh của cái điều tra viên nhân dân, tức là thành thử là rất là mạnh, mới phân tích ra mọi nhẽ này. Bây giờ đã thấy rõ rồi, thấy rõ rằng là coi như là Hồ Duy Hải là một đã bị một cái âm mưu của các cơ quan tư pháp, mà tôi nói cụ thể đây là cơ quan tư pháp ở cái Long An, còn trên cao nữa thì tôi chưa nói đến, thì Long An đã vu khống bịa đặt cho Hồ Duy Hải. Vì họ sở dĩ nói vu khống bịa đặt đó là vì ngay từ đầu họ đã biết là Hồ Duy Hải là vô tội vô can, mà họ vẫn cứ còng đầu vào và vẫn cứ khởi tố. Đấy, thì đó là vu khống bịa đặt nó một cách coi như là một cách trắng trợn rồi. Và cái việc này đương nhiên rồi, cái hậu quả của nó thì các cơ quan chức năng sẽ xử lý. Nhưng mà cái việc và đối tượng bị can Hồ Duy Hải này đã được xác định là vô can rồi, đã được xác định là ngoại phạm rồi, thì coi như tôi thấy không có một cái việc cái gì mà coi như lại có thể là vì những cái thủ tục kia mà trở ngại, đó là mà trở ngại trong cái việc có thả Hồ Duy Hải. Thì tôi nói cái điều này là tuy là bằng cảm tính nhưng mà lại đồng thời lại là coi như có một cái thực tiễn của cái hoạt động của tòa án là như vậy. Trong có những cái vụ án người ta vẫn có những cái đình chỉ khởi tố bị can, đình chỉ quyết định khởi tố bị can của một hay là những bị can trong toàn bộ vụ án đó người ta vẫn đình chỉ được. Thế thì coi như là tại sao lại không cái trường hợp Hồ Duy Hải, thì tôi nghĩ nếu như mà áp dụng vào điều đó thì cũng có thể là giải quyết được nhanh chóng cho cái việc này. Chứ bây giờ cháu nó coi như là quá chịu quá nhiều cái cực cái rồi. Đấy. Là trong cái nhà đại lão rồi. Mà thành thử bây giờ tôi nói rằng tôi mong sao mà coi như là các cơ quan chức năng, cơ quan tư pháp, kể cả quốc hội nữa, là coi như làm sao để mà có được một cái quan điểm xử lý nhanh nhất để giải phóng cho Hồ Duy Hải. Đấy, thì thực sự là coi như việc sau khi mà coi như viện kiểm sát tối cao đã xác minh rồi, xác minh về các nhân chứng rồi, thì rõ ràng là đã Hồ Duy Hải đã được xác nhận là đã vô can rồi. Thì
tôi có vài lời như vậy và xin hết dâng lời người khác. Vâng, xin cảm ơn chú Lê Văn Sơn. À, thời lượng cũng khá là nhiều rồi. Bây giờ ông Phi TV xin mời quý vị khán thính giả cùng đến với. Vâng, cảm ơn chú Lê Văn Sơn. Bây giờ thời gian cũng khá là nhiều rồi, thì ông Phi TV xin mời chú Phương Nhã gửi đến cộng đồng mạng bài thơ hoặc là một bài ca cổ nào đó theo yêu cầu của một số vị khán thính giả đang chờ đợi. Con mời chú để chúng ta thư giãn một chút cho nó bớt đi những sự căng thẳng trong thời gian vừa qua. Rồi, Phương Nhã cũng một lần nữa xin cảm ơn tất cả đại gia đình trên cộng đồng mạng. Thì nãy giờ thì nói chung cái mục này thì nó cũng mới vừa phát sinh. Thì Phương Nhã ngồi nãy giờ thì Phương Nhã cũng có sáng tác mới một 8 câu Phụng Hoàng với 2 câu vọng cổ 5-6 để gửi đến những cái vị mà đã từng dính dáng trong vụ án Bưu Cục Cầu Voi, đã làm sai đi và gây oan sai cho Hồ Duy Hải và một gia đình của bà Lo. Thì xin Phương Nhã là viết cái bài này. Thì những việc anh Bình cần làm gấp, đó là một cái tựa đó, rồi vô cái Phụng Hoàng 8 câu, rồi vô câu 5 câu 6, rồi xin quý vị cùng lắng nghe. Phương Nhã cũng mới viết đây nãy giờ đây, cầm viết viết bây giờ đây. Nếu mà ca mà có sơ sức cái gì đó thì như mọi khi thôi, nó còn gấp hơn nữa thì cả gia đình ta là thông cảm cho nha. Dù ông tranh án Nguyễn Hòa Bình có nắm chức vụ to đến đâu mà ông cố tình chống lại hiến pháp và pháp lực của đất nước Việt Nam. Vụ án Bưu Cục Cầu Voi là người cuối cùng tiên tử hình Hồ Duy Hải, vì đây là một phiên tòa xem xét hai bản án cấp tòa đã tuyên án tử hình sai. Chứng cứ gì đâu, chỉ dùng 25 bản lời khai bức cung nhục hình, vật chứng nhân chứng cũng không hề có, thì kết án kiểu gì mà ông Nguyễn Hòa Bình sao lại bao che? Còn 27 bản lời khai Hải không nhận tội thì bọn điều tra nó rút bỏ ra ngoài. Tại sao đến hôm nay bút lục hồ sơ thật được tung ra chứng minh Hồ Duy Hải không liên quan vụ án, thì ông Nguyễn Hòa Bình còn chờ đợi điều gì mà không khắc phục cái sai? Tôi đề nghị ông lập tức hủy hai bản án số 05 tuyên Hồ Duy Hải bị kết án quan và phóng thích thả liền. Đề nghị ông thực hiện ngay vì người dân đang vô cùng bức xúc, phẫn nộ tột cùng vì hội đồng 17 thớt giao. Cho đến hôm nay ông Bình không sửa cái sai thì toàn dân đề nghị tứ trụ triều đình hãy dùng bộ luật tố tụng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt ngay lập tức một tổ chức âm mưu giết người thật là tàn độc dã man. Dạ, hết câu 48 câu Phụng Hoàng nghe quý vị. Bây giờ vô dùng cổ nha. Đề nghị ông chánh án Nguyễn Hòa Bình phải tuân theo hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành. Ông là một chánh án tối cao, sao ông lại làm càn? Ông dừng lực rừng thay cho luật pháp tuyên án tử hình một con người chỉ bằng 25 bản lời khai. Ông tuyên án tử hình thì phải có chứng cứ hẳn hoi, phải thuyết phục toàn dân thì mọi người đều ủng hộ.
Hỡi ơi hội đồng thớt giáo tuyên án tử hình một con người không bằng không chứng cứ, vậy mà biểu quyết bằng 17 cánh tay kẻ thục người thò. Các ông các bà tuyên án giết người bằng quyền lực cá nhân, tuy truy tận giết cùng một công dân vô tội. Các ông các bà gây tan nát cho một gia đình bá bao đời cống hiến cho đất nước, chưa được đáp đền mà bắt ép con cháu họ phải chết oan. Làm quan phải có chữ tâm, công minh phân rõ cho người dân tận tường. Bà ngoại Hồ Duy Hải hiện giờ sự sống được tính bằng ngày, bằng phút, bằng giây, đang cấp cứu tại bệnh viện mà mong chờ thằng cháu. Các ông mau thả Hải về gặp mặt một lần, chắc ngoại sẽ ra đi. Dạ, bài ca đã hết đâu quý vị. Vâng, xin trân trọng cảm ơn chú Phương nhá. Cảm ơn đại gia đình đã theo dõi buổi live stream của ông Phương TV trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước khi kết thúc chương trình, xin chúc quý vị khách mời cũng như cộng đồng mạng có một buổi trưa thật là ngon miệng bên gia đình nhỏ bé của mình. Chúc mọi người vượt qua đại dịch Covid-19, vạn sự bình an nha. Xin rồi, cuối chương trình thì con Nhã cũng xin một lần nữa là kính chúc đại gia đình ta trên cộng đồng mạng có được nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Con Nhã xin cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà. Rồi, Đào Sơn cũng xin chào cả nhà luôn. Ôi.